Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 123. Ta muốn giết đủ. Thanh âm như tiếng sấm vang vọng toàn bộ Thiên Cơ Thành. Một bên, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng nói. Giết người giết tới nghiện, gia hỏa này, không phải điên rồi. Chứ, kỳ thật, lúc này Dương Diệp quả thật có chút bộ dáng phong ma. Trong lòng Dương Diệp cực kỳ khó chịu, hắn không muốn trở về Dương gia, nhưng Dương gia lại buộc hắn trở về tham gia thế tử chi tranh, thế nhưng Dương gia lại cảm thấy hắn sẽ uy hiếp Dương gia, sau đó lại muốn hắn chết. Không trở về là chết, trở về cũng chết. Con mẹ nó, đây chính là hiện thực, một phương thực lực cường đại, vĩnh viễn sẽ không đi lưu tâm cảm thụ của kẻ yếu, giống như hoàng đế thế tục, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vì sao? Bởi vì thực lực quân cường đại. Thế giới thực lực phi tôn, cường giả có thể tùy hứng, nhưng kẻ yếu lại chỉ có thể nhận mệnh. Khục. Đúng lúc này, một âm thanh ho nhẹ vang lên. Dương Diệp và Lục Ly Ca quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai nam tử chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là Dương gia cửu thiếu gia, Dương Hiền. Mà ở bên người Dương Hiền, là một nam tử hắc bào. Cả người nam tử hắc bào bao phủ ở trong hắc bào. Bởi vậy không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Dương Hiền cùng nam tử hắc bào đi tới cách Dương Diệp và Lục Ly Ca không sai biệt lắm 10 trượng ngừng lại. Dương Hiền ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía thi thể Dương Giản. Sau một hồi, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nói. Đại ca này của chúng ta, làm người vẫn không tệ. Nơi xa, Dương Diệp nhìn về phía Dương Hiền, sau đó nói. Ta cảm thấy, chúng ta cũng không tệ. Thế nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, không phải sao? Dương Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kỳ thật ta cảm thấy, gia tộc có một số việc làm đích thật không chính cống, tỉ như đối với ngươi, phụ thân ngươi đối với gia tộc có công, mà ngươi đối với gia tộc mặc dù không có công, nhưng lại không có tội gì. Gia tộc đối với ngươi như vậy, bất công. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức hứng thú, sau đó nói. Có chút ngoài ý muốn, không bằng như vậy. Chúng ta liên thủ phải đi. Phản. Dương Hiền nao nao, sau đó lắc đầu. Người ta không phản được, ta không nghĩ tới phản gia tộc. Gia tộc đối với người không có ân, nhưng đối với chúng ta là có ân tình, không có gia tộc tương trợ, chúng ta không đạt được thành tựu như bây giờ. Cho nên, Dương Diệp hỏi. Dương Hiền nói. Cho nên, ta cảm thấy, mặc dù gia tộc đối với người bất công, nhưng người xác thực đáng chết. Vì sao? Dương Diệp lại hỏi. Dương Hiền nói. Sự có nặng nhẹ, người thuộc nhẹ, gia tộc trọng yếu. Còn nữa, mặc kệ là ta hay đại ca, hoặc là thiếu gia khác lên làm thế tử, đối với gia tộc mà nói, đều không có chỗ xấu gì. Nhưng nếu ngươi lên làm thế tử, gia tộc khẳng định sẽ loạn. Bởi vì rất nhiều người không yên lòng ngươi làm thế tử, đối với bọn hắn mà nói, ngươi làm thế tử, bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Mà phụ thân ngươi năm đó cũng có một chút thuộc hạ, những thuộc hạ kia, khẳng định sẽ bảo đảm ngươi. Khi đó Dương gia sẽ loạn. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười nói. Ta không muốn trở về. Thế nhưng ngươi đã trở về. Dương Hiền nói. Các ngươi buộc chúng ta trở về. Dương Diệp nói. Dương Hiền có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chúng ta muốn ngươi trở về, ngươi không thể không trở về, hiện tại. Chúng ta muốn ngươi chết, ngươi đồng dạng phải chết. Dương Diệp cười cười. Ta không muốn chết. Dương Hiền khẽ gật đầu. Không ai muốn chết, thế nhưng không phải mỗi người đều có thể chúa tể vận mạng của mình. Nói xong, tay hắn khẽ động, một thanh phương thiên hỏa kích màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Khi thanh phương thiên hỏa kích này xuất hiện ở trong tay Dương Hiền, khí chất cả người Dương Hiền lập tức thay đổi. Hắn lúc này, không phải bộ dáng bệnh tật như vừa rồi. Mà tựa như một cự sơn chống trời. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Hiền, sau đó nói. Ngươi cũng là truyền nhân cổ tu giả. Dương Hiền khẽ lắc đầu. Không tính, bao quát tứ ca cũng không tính. Bất quá, chúng ta xác thực được một số truyền thừa thời kỳ viễn cổ, nhưng những người kia, không thể xem như cổ tu giả chân chính. Bọn hắn là những người tu hành xuất hiện sau khi những cổ tu giả kia tiêu thất, bọn hắn chỉ có thể coi là người tu hành, không thể tính cổ tu giả. Bọn hắn giống như chúng ta, đều đang tìm kiếm bước chân của những cổ tu giả sớm nhất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Mà truyền thừa của ta, là truyền thừa của một người họ Lữ,
phương thiên họa kích này, là hắn lưu ở thế gian. Hắn còn có một con ngựa cực kỳ lợi hại, bất quá đáng tiếc, con ngựa kia không đồng ý ta, nên chạy trốn. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Đến đánh đi. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu Dương Hiền, sau đó hắn rút kiếm chém xuống một cái. 17 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Kiếm ra, không gian xung quanh rạn nứt. Sắc mặt Dương Hiền không thay đổi, tay khẽ động, phương thiên hỏa kích trực tiếp ngăn lên. Giang. Theo một tiếng kim thiết va chạm, không gian trực tiếp băng liệt, nhưng thoáng qua, không gian băng liệt đã được chữa trị. Dương Diệp bị chấn đến ngoài mấy trăm trượng, mà Dương Hiền lại chỉ lui không đến trăm trượng. Nơi xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn tay phải của mình, giờ phút này, tay phải hắn đã mất đi chi giác, đồng thời, toàn bộ cánh tay còn ra phát hiện một chút thật nhỏ vết rạn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn phương thiên hỏa kích trong tay Dương Hiền một chút, sau đó. Nói, cấp bậc gì? Dương Hiền mỉm cười. Siêu việt chân cấp. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, mà đúng lúc này, Dương Hiền lại nói. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước chân cấp, bởi vì ta còn không có năng lực hoàn toàn giải phong. Đến, tiếp ta một kích. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó phương thiên hỏa kích trong tay hắn bỗng nhiên bổ xuống. Oanh! Lực lượng cường đại trong phương thiên hỏa kích làm cho không gian xung quanh rạn nứt, giống như lúc trước, không gian vừa mới rạn nứt liền trực tiếp được chữa trị. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm vào vỏ, sau đó rút kiếm chém một phát. Lần này hắn không có lưu thủ, một kiếm này, ra chỉ hai loại ý cảnh, không chỉ như thế, còn thúc giục yêu thần lực cùng lực lượng nhục thân. Không chung, kiếm kích chạm vào nhau. Bành! Cả hai run lên kịch liệt. Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, nhưng Dương Hiền lại một bước cũng không có lui. Dương Diệp cúi đầu nhìn tay phải của mình, giờ phút này, tay phải hắn đã hoàn toàn rạn nứt, trong đó tiên huyết không ngừng tuôn ra, toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn biến thành huyết thủ, bất quá phù lục phong ấn ở trên tay hắn lại không có chút tổn thương nào. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hiền, lực lượng của Dương Hiền hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đối phương không chỉ vũ khí lợi hại. Lực lượng của đối phương càng mạnh kinh khủng, bất quá cũng không thuộc về lực lượng nhục thân, mà là một loại lực lượng khác, cỗ lực lượng này, cực kỳ bá đạo cùng kiên cường. Lúc này Dương Hiền chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Xem ra ngươi hẳn là cảm thấy, lực lượng độc nhất vô nhị, một loại lực lượng không thuộc về nhục thân, lực lượng này, chí phách chí cương, luyện tới đại thành, có thể trong nháy mắt trời long đất lở. Yên tâm, ta chỉ là tiểu thành. Vẫn không cách nào trong nháy mắt trời long đất lở. Nói xong, cả người hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, một kích chém xuống. Oanh! Một kích rơi xuống, không gian chung quanh không chịu nổi lực lượng trong đó, trong nháy mắt băng liệt, Dương Diệp muốn thi triển ám chi pháp tắc, nhưng không gian xung quanh lại trong nháy mắt được chữa trị. Cái này khiến kế hoạch của Dương Diệp thất bại, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Mà cánh tay vừa được hồng mông tử khí chữa trị lại rạn nứt lần nữa. Nơi xa, Dương Giản chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Thực lực của ngươi, kỳ thật rất mạnh, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi Dương gia, ngoại trừ đại tỷ thần bí khó lường, thật đúng là không có người ở trong mắt ta. Thanh âm rơi xuống, hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó lại một kích chém xuống. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay khẽ động, trường kiếm đâm ra, một nhát này, kiếm trực tiếp đâm vào một góc của phương thiên hỏa kích. Đang! Theo một tiếng vang chói tai, Dương Diệp bị đẩy lui, lần này chỉ lui không đến trăm trượng, mà Dương Hiền thì bị chấn liên tục lui 10 trượng. Dương Hiền ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia kinh ngạc. Một kiếm phá vạn pháp, quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc. Lực lượng của ta viễn siêu ngươi, bởi vì cái gọi là, dốc hết toàn lực nha. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà thời điểm hắn tiêu thất, Dương Diệp cũng tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm Dương Diệp tiêu thất, hai mắt Dương Hiền lập tức nhíu lại, sau một khắc, một cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra. Oanh! Theo cỗ ý cảnh này xuất hiện, Dương Diệp mới xuất hiện ở sau lưng Dương Hiền bị ý cảnh chấn đến hơn trăm trượng. Nơi xa,
Dương Diệp nhìn về phía Dương Hiền, hai mắt nhíu lại, ý cảnh của đối phương, vậy mà chí phách chí cương, hơn nữa, còn là chí cảnh. Dương Hiền quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ý cảnh độc nhất vô nhị, bá đạo độc nhất vô nhị, kiên cường độc nhất vô nhị. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Ngươi tính là hán tử, ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn chiến với ngươi, bởi vì ta là chí cảnh, mà ngươi, chỉ là luân hồi cảnh. Hơn nữa, nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua phương thiên họa kích trong tay, sau đó lại nói. Ta còn có thần khí nơi tay, có vật này, coi như cường giả chân cảnh cũng phải sợ ta ba phần, huống chi ngươi. Thần khí. Dương Diệp cười cười, sau đó lắc đầu. Rất hiếm lạ sao, không khéo, ta cũng có. Nói xong. Oanh. Một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trong thân thể Dương Diệp tuôn ra, trong chốc lát, cả người Dương Diệp biến thành một hỏa nhân, mà kiếm trong tay hắn cũng thay đổi thành một thanh hỏa kiếm. Mà trên người hắn phát ra khí tức hỏa diễm cường đại, trực tiếp chấn Dương Hiền lui về sau trọn vẹn trăm trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên cơ thành nóng rực. Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa. Dùng thực lực của hắn lúc này, đã có khả năng tiếp nhận lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa, đương nhiên, không phải toàn bộ lực lượng. Nếu như toàn bộ lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa xuất hiện ở trên người hắn, coi như hiện tại hắn là bất khuất chi thể, cũng sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận không sai biệt lắm bốn thành lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa, nếu như lại tiếp nhận nhiều một chút, nhục thể của hắn sẽ không chịu đựng nổi. Bốn thành lực lượng DDVE Dương Diệp mà nói, đã đủ rồi. Nơi xa, khi thấy Lục Đinh Thần Hỏa trên người Dương Diệp, thần sắc của Dương Hiền ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây chính là cảm giác đầu tiên của hắn khi nhìn thấy lửa này. Cẩn thận. Đúng lúc này, nam tử hắc bào ở sau lưng Dương Hiền đột nhiên mở miệng. Dương Hiền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thật là để cho ta ngoài ý muốn. Lửa này của ngươi, không phải hỏa diễm bình thường. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết. Thanh âm rơi xuống, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang hỏa diễm bắn ra. Hiện tại kiếm khí của hắn, đã không đơn thuần là kiếm khí, trong kiếm khí ẩn chứa kiếm ý bất khuất cùng sát ý bất khuất, hiện tại lại ra chỉ Lục Đinh Thần Hỏa, có thể nói, trong kiếm ẩn chứa lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Những nơi hắn đi qua, không gian bị xé nứt, một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Bất quá không đến nửa cái hô hấp, những vết nứt không gian kia đã bị lực lượng thần bí chữa trị. Nơi xa, hai mắt Dương Hiền nhíu lại, sau một khắc, hắn thả người vọt lên, sau đó hai tay nắm phương thiên họa kích bổ một phát. Ai cũng không có nhượng bộ. Cứ như vậy, vũ khí trong tay hai người dùng phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Đang, cả hai vừa mới tiếp xúc, hỏa kiếm trong tay Dương Diệp cùng phương thiên họa kích của Dương Hiền lập tức run lên kịch liệt. Sau một khắc, Dương Hiền bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà Dương Diệp chỉ lui không đến trăm trượng. Dương Diệp vừa mới dừng lại, hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ, ngay sau đó, giữa sân hiện lên một đạo kiếm quang. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Hiền lại bị chấn đến hơn ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, nhưng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt, lần nữa chém xuống một kiếm. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một kiếm rơi xuống. Không gian chung quanh Dương Diệp và Dương Hiền vỡ nát, giữa sân lâm vào một vùng tăm tối, bất quá thoáng qua, không gian được chữa trị lại, không gian vừa được chữa trị, một bóng người từ trong đó bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Hiền. Dương Hiền bay trọn vẹn ngàn trượng, khi hắn rơi xuống đất, một ngụm tinh huyết lập tức từ trong miệng phun ra. Đáng giá nhắc tới là, thời khắc này cánh tay trái của Dương Hiền đã tiêu thất. Dương Diệp cũng không có truy kích Dương Hiền. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vừa rồi thời điểm không gian vỡ vụn, hắn vốn có cơ hội miểu sát Dương Hiền, nhưng trong bóng tối có người nháy mắt cho chữa trị không gian, cái này khiến cho hắn chỉ chặt đứt cánh tay của Dương Hiền. Kỳ thật nếu như không có người ở trong bóng tối tương trợ Dương Hiền, hắn đối phó Dương Hiền, căn bản không cần Lục Đinh Thần Hỏa. Bởi vì chỉ cần hắn chấn vỡ không gian, liền có thể có rất nhiều ám năng lượng, hơn nữa ở trong hắc động, thể chất đặc thù của hắn sẽ phát huy đến cực hạn. Có thể nói, ám chi pháp tắc tăng thêm thể chất đặc thù, sau đó tăng thêm song trọng ý cảnh, cường giả chân cảnh hắn cũng không sợ chút nào.
nhưng những người kia lại trực tiếp bóp chết sát chiêu này của hắn. Chiến đấu không công bằng. Nhìn về chân trời hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên cười một tiếng. Không có việc gì, tiếp tục đến. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Hiền, không có nói nhảm, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo hỏa quang tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi được lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa gia trì, hiện tại kiếm khí của hắn cường đại đến nghịch thiên, những nơi đi qua không gian trong nháy mắt bị xé nứt, giờ khắc này, không gian chung quanh Dương Diệp tựa như là giấy. Nơi xa, sắc mặt Dương Hiền lập tức biến đổi, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, nhưng ý cảnh độc nhất vô nhị kia mới xuất hiện, đã bị hai cỗ ý cảnh chí cảnh của Dương Diệp ép xuống. Một chọi một, ý cảnh độc nhất vô nhị của Dương Hiền không thua sát ý cùng kiếm ý của Dương Diệp, nhưng cũng tiếc chính là, Dương Diệp có song trọng ý cảnh, hơn nữa trong song trọng ý cảnh còn ẩn chứa ý chí bất khuất. Bởi vậy ý cảnh độc nhất vô nhị của Dương Hiền căn bản không chống lại được hai loại ý cảnh của Dương Diệp. Ý cảnh độc nhất vô nhị bị áp chế, sắc mặt Dương Hiền lần nữa biến đổi, sau đó tay phải hắn nắm chặt phương thiên hỏa kích đâm một cái. Đang! Kiếm cùng phương thiên hỏa kích vừa mới tiếp xúc, lực lượng cường đại trong đó chấn Dương Hiền đến hơn ngàn trượng, giờ khắc này, Dương Hiền không chỉ bị đẩy lui, toàn thân hắn đều bị một kiếm kia của Dương Diệp chấn dạn nứt. Dương Hiền nhìn thoáng qua thân thể dạn nứt, giờ phút này, hắn rốt cuộc biết khuyết điểm của mình. Nhục thân quá yếu. Lực lượng độc nhất vô nhị của hắn, không phải lực lượng nhục thân, cùng người giao thủ, một khi lực lượng độc nhất vô nhị bị người khác áp chế, vậy hắn. Giống như giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Dương Diệp căn bản không cho Dương Hiền cơ hội thở dốc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Hiền, mà lúc này, tên hắc y nhân kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Hiền. Ngay sau đó một thanh trường thương mang theo thương ảnh đầy trời bao phủ Dương Diệp lại. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, hắc y nhân kia bị Dương Hiền chấn liên tục lùi lại, mà Dương Diệp cũng bị chấn đến hơn trăm trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay hơi tê tê, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắc y nhân. Thế nào, không một mình đấu? Hắc y nhân đi về phía Dương Diệp, mà lúc này, Dương Hiền ở phía sau hắn đột nhiên nói. Long Tín huynh, cẩn thận! Long Tín khẽ gật đầu, khi hắn đi vào trước mặt Dương Diệp 10 trượng, tay hắn khẽ động, trong chốc lát. Giống. Một tiếng long ngâm đột nhiên ở trong sân vang vọng lên, sau một khắc, một thanh trường thương màu trắng xuất hiện ở trên tay. Trường thương thuần trắng, ở trên thương khắc long văn. Thương long ngâm. Lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca. Như thế nào? Lục Ly Ca nói. Long Tín, thương long ngâm, ngân hà bảng thứ 6, đã từng lấy sức một mình chém giết qua cường giả chân cảnh. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Chém giết chân cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía Long Tín. Long Tín này là cường giả chí cảnh chém giết chân cảnh, cái này đã đủ để chứng minh thực lực đối phương. Mặc kệ là An Nam Tĩnh hay hắn, hoặc Dương Giản trước đó cùng Dương Hiền. Tựa hồ cũng không có dùng tu vi chí cảnh chém giết qua cường giả chân cảnh. Chí cảnh cùng chân cảnh chênh lệch, hắn đã từng khắc sâu cảm nhận được. Lúc trước hắn cùng An Nam Tĩnh đối kháng cường giả chân cảnh, dựa vào là các loại ý cảnh cường đại cùng ngoại vật mới miễn cưỡng đối kháng đối phương, mà người trước mắt này có khả năng đơn sát chân cảnh, có thể tưởng tượng, thực lực đối phương mạnh mẽ đạt đến trình độ gì. Bất quá hắn cần e ngại sao? Hiện tại coi như cường giả chân cảnh đứng ở trước mặt. Hắn cũng dám đánh một trận. Trầm mặc một cái chớp mắt, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành kiếm quang bắn về phía Long Tín. Nơi xa, sắc mặt Long Tín bình tĩnh, thời điểm kiếm quang của Dương Diệp đi vào trước mặt, tay hắn cầm trường thương loạn vũ, theo trường thương của hắn loạn vũ, từng tiếng long ngâm không ngừng từ trong trường thương truyền ra, cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang hình thành một kim cầu to lớn. Kiếm quang cùng kim quang vừa mới tiếp xúc, cả hai bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, vô số sóng lửa cùng kim quang từ trước mặt hai người khuếch tán, hai người đứng mũi chịu sào, bị cỗ này khí lãng cuồng bạo chấn đến hơn ngàn trượng. Phá thiên nhất kích. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Long Tín, sau một khắc, Long Tín tay cầm trường thương bắn nhanh ra, trên mũi thương lóe ra một long ảnh màu trắng, chỗ long ảnh đến, khí lãng cuồng bạo bị xé nứt, không chỉ như thế, phương viên gần vạn trượng càng như bị nấu sôi. Sôi trào kịch liệt lên, vô cùng dọa người,
Nơi xa, trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn quang, kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn rút kiếm chém một phát. Có lục đinh thần hỏa ra chỉ trảm thiên bạt kiếm thuật, cái uy lực kia, đã không phải trước kia có khả năng so sánh. Kiếm ra, xoạt xoạt, không gian xung quanh trong nháy mắt rạn nứt, nhưng vừa mới rạn nứt đã bị một cỗ lực lượng thần bí chữa trị. Cứ như vậy, kiếm của Dương Diệp cùng trường thương của Long Tín đụng vào nhau. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, nhưng mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, không gian kia đã bị chữa trị. Nhưng không gian vừa mới chữa trị đã sụp đổ lần nữa, bởi vì lực lượng của Dương Diệp và Long Tín quá mạnh. Không gian sụp đổ một cái chớp mắt, Dương Diệp lập tức nắm lấy cơ hội, cả người hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, trong không gian hắc ám đột nhiên vang lên tiếng long ngâm. Oanh! Trong nháy mắt, giữa sân vang lên âm thanh nổ vang lần nữa. Rất nhanh, không gian xung quanh khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp cùng Long Tín đã thối lui đến hơn ngàn trượng. Giờ phút này, Long Tín quỳ một gối trên đất, đầu buông xuống, ở trước mặt hắn, là một thanh trường thương, tay phải hắn còn nắm chặt trường thương, bất quá lúc này đầu thương đã không còn. Ở trước mắt là một vũng máu, rất nhiều, đã bao phủ hai chân của hắn. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Hiền chậm rãi đóng lại. Người ta tuy không huyết thống, nhưng tình như thủ túc, ta không nên tới tranh thế tử vị, ta không nên tới. Rất nhanh, hai hàng nước mắt từ khóe mắt hắn tràn ra ngoài. Bởi vì trên người Long Tín, không có một chút khí tức. Nơi xa, Dương Diệp cũng không quá hoàn hảo, ở trước ngực cắm một đầu thương đứt gãy, đầu thương kia chính là đầu thương của Long Tín, giờ phút này tiên huyết trong thân thể Dương Diệp đang không ngừng theo đầu thương tràn ra. Đúng lúc này, Dương Hiền đột nhiên đi tới bên người Long Tín, nhìn thi thể Long Tín hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Hiền ta rời khỏi thế tử chi tranh, từ nay về sau, Dương Hiền ta không phải là người Dương gia. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên lóe ra một đạo tuyết quang, sau một khắc. Xuy, một mũi tên cắm vào ngực Dương Hiền, thân thể Dương Hiền trong nháy mắt cương cứng. Chấm. Tĩnh. Tĩnh như chết. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn không nghĩ tới Dương gia sẽ làm tuyệt như thế, chỉ vì Dương Hiền muốn rời khỏi Dương gia, liền trực tiếp đánh chết Dương Hiền. Dương gia không tình thân. Giờ khắc này, thể hiện tới tận cùng. Đồng thời, trong lòng của hắn càng thêm minh bạch, Dương gia khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, muốn sống, không thể ký thác hy vọng vào trên người cao tầng Dương gia, chỉ có thể dựa vào. Mình. Dựa vào mình. Nghĩ đến đây. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt kiếm, trong mắt cực kỳ băng lãnh. Nơi xa, Dương Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua mũi tên trước ngực mình, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Ta từ nhỏ người yếu bệnh nhiều, khó có thể tập võ, gia tộc thấy ta nhổ thế, cảm thấy ta vô dụng, gần như sắp lưu đày. Cũng may, ta không chịu thua kém, dùng thân thể ốm yếu tu luyện đến tận đây. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta đối với thế tử vị không có chút coi trọng nào, sở dĩ đến tranh thế tử vị, là muốn có một ngày cải biến loại thể chế này của Dương gia, cải biến chế độ không tình thức, chỉ nói lợi ích cùng thực lực này. Đáng tiếc, ta lại không nghĩ tới, sẽ hại chết bằng hữu tốt nhất. Ta hối hận, sớm biết như thế, ngày đó nên nghe hắn nói, rời xa Dương gia. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, Dương Hiền đột nhiên nhìn về phía phương thiên hỏa kích trong tay. Ta biết, người đi theo ta. Không cam lòng, chỉ bởi vì lúc đầu ta cứu ngươi, ngươi mới nguyện ý đi theo ta. Hiện tại, người ta duyên phận đã hết. Nói xong, tay hắn hơi động một chút, phương thiên hỏa kích lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Vật này gửi ở chỗ ngươi, nếu hắn chọn ngươi, còn xin đối đãi tốt với nó, nếu ngươi không có duyên với nó, còn xin mang nó rời Dương gia, ta không muốn để cho nó rơi vào trong tay Dương gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua phương thiên hỏa kích trước mắt. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn cầm phương thiên hỏa kích, muốn cầm lấy, nhưng khi hắn muốn cầm, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn vậy mà cầm không lên được. Lực lượng nhục thể của hắn là chí cảnh, nhưng cầm không nổi phương thiên hỏa kích. Trong lòng Dương Diệp khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, Dương Hiền đột nhiên nói. Vật này từ vật liệu đặc thù chế tạo, lại từng được vị kia luyện chế, bởi vậy vật này chỉ có học được lực lượng độc nhất vô nhị mới có thể sai sử như cánh tay. Cách thức tu luyện lực lượng độc nhất vô nhị, ngay ở trong vật này, nếu như nó tán thành ngươi, thì sẽ chuyển cho ngươi.
Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn hỏa kích hồi lâu, sau đó nói. Đi theo ta, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Phương Thiên hỏa kích không có phản ứng. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, lại nói. Đi theo ta, tất để ngươi tái hiện huy hoàng năm đó. Phương Thiên hỏa kích vẫn không có phản ứng. Dương Diệp có chút lúng túng. Lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tiểu bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tiểu chảo chỉ mình, bộ dáng kia giống như đang nói, xem ta. Rất nhanh, nàng quay người nhìn về phía Phương Thiên hỏa kích, sau đó vây quanh Phương Thiên hỏa kích chuyển động, tiểu chảo cầm Phương Thiên hỏa kích, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Phương Thiên hỏa kích trực tiếp đi theo tiểu bạch tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp. Lúc này, Dương Hiền đột nhiên quỳ một gối xuống ở trước mặt Long Tín, tay phải hắn đặt ở trên trường thương, cùng Long Tín nắm lấy, rất nhanh, đầu hắn thấp xuống. Trầm mặc một cái chớp mắt. Hai thân thể dần dần mờ đi, năm hơi sau, hai người đã hoàn toàn biến mất. Nơi xa, Dương Diệp trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lục Ly Ca đi tới bên người Dương Diệp, sau đó nói. Kết thúc rồi sao? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó nói. Khả năng vừa mới bắt đầu. Xác thực vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Rất nhanh, một nam tử hoa bào xuất hiện ở cách đó không xa. Nam tử hoa bào ước chừng 20 tuổi, tóc dài xõa vai, dung nhan tuấn mỹ, ở sau lưng hắn, cõng một cây trường cung tử sắc. Người tới, chính là Dương Gia Bát Thiếu Gia, Dương Thiên. Dương Thiên đi đến cách Dương Diệp hơn 20 trượng ngừng lại, hắn nhìn Dương Diệp. Tự giới thiệu mình một chút, Dương Thiên, cũng là người thừa kế Dương gia thủ hộ giả đời tiếp theo. Thủ hộ giả. Dương Diệp trầm mặc, hắn nghe Dương Huyên nói qua, Dương gia mỗi lần thế tử chi tranh, không chỉ chọn ra thế tử, còn có một thủ hộ giả, một cái chủ nội, một cái đối ngoại. Khác biệt chính là, Dương gia thủ hộ giả, là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng ra, nói cách khác. Thủ hộ giả là dự định. Thủ hộ giả tới tham gia thế tử chi tranh, chẳng qua là bồi luyện. Chỉ bất quá xem như những thiếu gia này, cũng không biết ai là thủ hộ giả, bất quá bọn hắn không thèm để ý, bởi vì nếu như được tuyển chọn làm thủ hộ giả, liền không thể tranh đoạt thế tử. Không chỉ như thế, một khi bọn hắn được tuyển làm thế tử, vậy người thừa kế thủ hộ giả, sẽ biến thành trợ lực của bọn hắn. Lúc này Dương Thiên đột nhiên nói. Thật không nghĩ tới. Thực lực của ngươi vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Không thể không nói, ngươi để cho toàn bộ Dương gia chúng ta kinh hãi. Bất quá, ngươi càng ưu tú, thì càng phải chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua trường cung sau lưng Dương Thiên, sau đó nói. Dương Hiền là ngươi giết. Dương Thiên khẽ gật đầu. Đúng, đương nhiên, coi như ta không giết, hắn cũng sẽ chết. Gia tộc không cho phép xuất hiện phản đồ. Phản đồ. Hắn phản bội Dương gia sao? Dương Diệp hỏi. Dương Thiên lạnh nhạt nói. Hắn muốn rời khỏi Dương gia, không làm người Dương gia, đây chính là phản bội Dương gia. Phàm là muốn phản bội Dương gia, chẳng cần biết hắn là ai, dù hắn là thế tử cũng phải chết. Lợi ích gia tộc chí thượng, hiểu chưa? Lợi ích gia tộc chí thượng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó khẽ cười nói. Tốt một cái lợi ích gia tộc chí thượng. Đúng rồi. Có một vấn đề, ngươi là cái cuối cùng sao? Dương Thiên nhìn Dương Diệp. Giết ta, ngươi có khả năng đi ra ngoài. Khả năng? Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Đến, để cho ta nhìn xem, thủ hộ giả tương lai của Dương gia thực lực như thế nào. Dương Thiên không có nói chuyện, lấy cung, cài tên, sau một khắc, một đạo ngân quang lóe lên. Xùy. Ngân quang nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt. Uy lực của nó chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là tốc độ của nó. Tốc độ của ngân tiễn nhanh đến Dương Diệp cũng không thể thấy rõ quỹ tích. Bởi vậy, ở thời điểm Dương Thiên xuất tiễn, Dương Diệp chỉ bằng vào bản năng cầm kiếm chém xuống. Đang! Một tiếng kim thiết va chạm vang lên, ngay sau đó, Dương Diệp bị một tiễn này chấn đến hơn trăm trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay mình khơi tê tê, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên. Ngươi không phải chí cảnh. Dương Thiên khẽ gật đầu. Trước đây không lâu, vừa đạt đến nửa bước chân cảnh. Cho nên trong lực lượng của ta, có một tia lực lượng đặc thù chỉ cường giả chân cảnh mới nắm giữ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy tiếp ta một kiếm. Nói xong,
cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên. Dương Thiên lại không tránh không né. Xuy, kiếm quang xuyên qua trước ngực Dương Thiên, nhưng Dương Diệp lại biến sắc, bởi vì đó căn bản không phải bản thể Dương Thiên, bản thể Dương Thiên đã không có ở đó. Hưu, đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một mũi tên trực tiếp xuất hiện ở sau ót Dương Diệp, muốn xuyên thấu đầu Dương Diệp, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm quay người chém một cái. Oanh! Kiếm tiễn chạm nhau, vừa mới tiếp xúc, không gian bỗng nhiên nổ tung, bất quá thoáng qua, không gian đã được chữa trị. Ám chi pháp tắc của Dương Diệp quá quỷ dị, quá kinh khủng, nếu như sau khi không gian vỡ vụn, dùng uy lực ám chi pháp tắc của hắn, đừng nói Dương Thiên, xem như cường giả chân cảnh cũng phải tạm thời tránh lui. Phải biết lúc này Dương Diệp đã không phải Dương Diệp lúc trước, thực lực tổng hợp của hắn không biết tăng lên nhiều ít, hơn nữa còn có ý chí bất khuất cùng lục đinh thần hỏa. Cho nên nếu như lúc này Dương Diệp để hắn chấn vỡ không gian, vậy thực lực của hắn sẽ trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Sau khi không gian được chữa trị, một mũi ngân tiễn lóe lên, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Lục Ly Ca nhìn chưa kịp nhìn, chỉ nghe thanh âm tiễn phá trường không. Không chỉ Lục Ly Ca, xem như Dương Diệp cũng nhìn không thấy, bởi vì quá nhanh. Hắn chỉ có thể bản năng xuất kiếm. Kiếm chém ra, theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, thời điểm hắn lui không sai biệt lắm 10 trượng, chân phải hắn đột nhiên dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, Dương Thiên không tránh không né, sắc mặt càng bình tĩnh lạ thường. Xuy, một đạo kiếm quang xuyên qua mi tâm Dương Thiên, nhưng xuyên qua chỉ là tàn ảnh. Cùng lúc đó, một mũi tên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, bất quá lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Thiên. Ám chi pháp tắc, bất quá ngay thời điểm hắn xuất hiện ở sau lưng Dương Thiên, phía sau Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng màu xanh lam, kiếm của Dương Diệp nguyên bản muốn cắt về phía đầu Dương Thiên, lại cắt lên màn ánh sáng màu xanh lam. Oanh! Màn ánh sáng màu xanh lam cùng kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, mà lúc này, Dương Thiên đã xuất hiện ở hơn ngàn trượng, cùng lúc đó, một mũi tên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhanh đến cực hạn. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm vào vỏ, sau đó bỗng nhiên rút kiếm chém một phát. Oanh! Ngân tiễn bị Dương Diệp chém thành hư vô, Dương Diệp lại bị đẩy lui trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, đột nhiên, linh hồn hắn từ trong nhục thân vọt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Kiếm quang hiện lên, nơi xa Dương Thiên bị một kiếm xuyên qua, nhưng đây là tàn ảnh. Giữa sân, sau khi Dương Diệp thi triển ra nhất kiếm luân hồi, linh hồn hắn trở lại thân thể. Hắn gắt gao nhìn Dương Thiên đã xuất hiện ở hơn ngàn trượng. Áp chế. Đối phương không phải lực lượng áp chế hắn, mà là tốc độ áp chế hắn. Nếu như đối phương cùng hắn cận chiến, dù cùng hắn liều mạng, hắn cũng không sợ, nhưng đối phương không làm như thế. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Dương Diệp nhìn Dương Thiên hồi lâu, sau đó nói. Nếu ngươi muốn trốn, ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Cái này không nhất định. Khóe miệng Dương Thiên nổi lên nụ cười. Thân là người thừa kế Dương gia thủ hộ giả, ta mượn nhờ được trận pháp của Thiên Cơ Thành. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong chốc lát, toàn bộ Thiên Cơ Thành đột nhiên rung động nhẹ nhẹ. Nơi xa, sắc mặt Dương Diệp âm trầm. Có thể mượn nhờ trận pháp của Thiên Cơ Thành. Đây là chiến đấu công bằng. Dương gia vì muốn giết hắn, ngay cả mặt cũng không cần. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu. Đây vốn chính là chiến đấu không công bằng. Cái này cũng chứng minh, trong cao tầng Dương gia, thế lực người muốn hắn chết nhiều hơn người muốn bảo vệ, hoặc là nói, thực lực mạnh hơn nhiều. Cho nên không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào những người kia. Muốn sống, phải xem chính mình. Thiên Cơ Thành rung động càng lúc càng mạnh, rất nhanh, ở trên không Thiên Cơ Thành, xuất hiện một màn ánh sáng trắng che khuất bầu trời, màn ánh sáng này trực tiếp hoàn toàn bao trùm Thiên Cơ Thành. Hơn nữa ở trên màn sáng, có rất nhiều minh văn thần bí màu vàng. Sau khi màn ánh sáng này xuất hiện, vô số linh khí màu vàng liên tục không ngừng từ chân trời rơi xuống, cuối cùng như từng dòng sông toàn bộ tràn vào trong thân thể Dương Thiên. Khi những linh khí màu vàng kia liên tục không ngừng tràn vào, khí tức của Dương Thiên càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, bản thân hắn phát ra khí tức, đã để cho không gian chung quanh hắn rung động kịch liệt,
phảng phất như muốn chấn vỡ những không gian kia, vô cùng dọa người. Tụ linh thần trận. Đúng lúc này, Dương Thiên đột nhiên nói. Có trận này, coi như cường giả chân cảnh cũng không thể giết ta, không, coi như hai cường giả chân cảnh liên thủ cũng giết không được ta. Mà đối với huyền giả chân cảnh trở xuống mà nói, ta chính là vô địch. Lúc này, Lục Ly Ca đi tới bên người Dương Diệp, sau đó nói. Rút lui không? Rút lui. Dương Diệp lắc đầu, hắn không rút lui được. Hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần hắn trốn, cao tầng Dương gia khẳng định sẽ có cớ để giết hắn, giống như trước đó giết Dương Hiền. Lần này Dương gia là muốn tuyệt sát hắn. Đến, thử một chút. Đúng lúc này, xa xa Dương Thiên cười nói. Đi thử tụ linh thần trận của Dương gia chúng ta. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên rút kiếm chém. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trường kiếm trong tay Dương Diệp hiện ra, kiếm khí vạch phá bầu trời, tựa như một viên lưu tinh hỏa diễm kích xạ về phía Dương Thiên, những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách. Nơi xa, sắc mặt Dương Thiên không thay đổi, hắn bước ra một bước, sau đó bấm tay điểm tới. Vạch! Một đạo kim quang kinh khủng xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn, mà lúc này, kiếm quang của Dương Diệp đã tới. Cứ như vậy, kiếm quang trực tiếp đâm vào đầu ngón tay của Dương Thiên, không có bất cứ động tĩnh gì, giữa sân phảng phất như đứng im. Yên lặng một cái chớp mắt, kiếm quang ầm vang tiêu tán, hóa thành hư vô, mà ngọn lửa kia thì toàn bộ trở lại trên người Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Nơi xa, trong mắt Dương Thiên hiện lên vẻ khác biệt. Đây là lửa gì, vậy mà cường đại như thế? Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười. Ngọn lửa này của ngươi, ta nhìn chúng. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, trong chốc lát, toàn bộ thiên cơ thành phảng phất như run rẩy. Khi chân hắn rơi xuống đất, cả người hóa thành một vệt kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Thiên tiêu thất, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác trước mặt mình phảng phất như có mấy chục ngọn núi lớn đè ép tới, khí tức cường đại kia làm cho hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lực lượng thật mạnh. Dương Diệp không dám khinh thường, ý cảnh bất khuất cùng sát ý bất khuất trong thân thể điên cuồng tuôn ra, ngay sau đó, tay phải nắm chặt kiếm tổ trong cổ sao, bỗng nhiên chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, thoáng qua. Oanh! Âm thanh nổ tung rung trời. Ngay sau đó không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, bất quá qua trong giây lát đã bị mấy đạo lực lượng thần bí chữa trị, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến ba hơn ngàn trượng. Ở khóe miệng hắn, có một vòng tiên huyết. Nơi xa, Dương Thiên nhìn tay của mình môi cút, giờ phút này, tay của hắn đã bị cháy đen, đó là bị lục đình thần hỏa đốt. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, lửa này của ngươi rất mạnh. Là hỏa diễm mạnh nhất ta đã thấy. Nhưng đáng tiếc, ta lúc này, đừng nói ngươi, xem như đến hai cường giả chân cảnh cũng không làm gì được ta. Có đại trận của thiên cơ thành gia trì, thời khắc này ta là vô địch. Thanh âm rơi xuống, hắn lần nữa bước ra một bước, cả người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trên người hắn mang theo khí tức cường đại trực tiếp đánh rách không gian quanh thân Dương Diệp. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, không gian trong mấy ngàn trượng ầm vang sụp đổ, thời điểm Dương Diệp muốn thi triển ám chi pháp tắc, không gian sụp đổ lại trong nháy mắt được chữa trị, ngay sau đó. Bản thân hắn bị lực lượng cường đại của Dương Thiên chấn đến hơn ngàn trượng, vừa mới dừng lại, một tia tiên huyết từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Còn có át chủ bài gì không? Nơi xa, Dương Thiên cười cười, sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, vô số năng lượng màu vàng óng liên tục không ngừng từ chân trời hạ xuống, cuối cùng đều chui vào trong cơ thể hắn, theo những năng lượng màu vàng óng kia tràn vào, khí tức hắn còn chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, sau một khắc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Thiên, nhưng hắn mới xuất hiện, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp chấn hắn đến hơn ngàn trượng. Ám chi pháp tác chí cấp sao? Dương Thiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, lúc trước ngươi thi triển ám chi pháp tác này,
xác thực rất kinh diễm. Nhưng đáng tiếc, nó đối với ta hiện tại không có tác dụng. Nói xong, hắn đưa tay cách không đánh về phía Dương Diệp một trường. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại hiện ra, Dương Diệp bị cỗ lực lượng này chấn đến hơn ngàn trượng. Áp chế! Thời khắc này Dương Diệp bị Dương Thiên hoàn toàn áp chế. Như Dương Thiên nói, hắn lúc này, gia trì đại trận của Thiên Cơ Thành, từ một loại góc độ nào đó mà nói, đúng là vô địch. Nếu như không gian xung quanh có khả năng sụp đổ, có lẽ Dương Diệp còn có thể đánh một trận, bởi vì ám chi pháp tắc chỉ có ở trong không gian hắc ám mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vấn đề là, những người kia của Dương gia sẽ không để cho không gian sụp đổ. Dương Thiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Kỳ thật, thực lực của ngươi rất không tệ, nếu như ngươi không phải con trai của phụ thân ngươi, dùng thực lực cùng thiên phú của ngươi, ngươi rất có thể chính là Dương gia thế tử đời tiếp theo. Nhưng đáng tiếc, thân phận của ngươi để ngươi chú định không thể trở thành Dương gia thế tử. Nói xong, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại như hải khiếu bao phủ về phía Dương Diệp, lực lượng cường đại kia làm cho không gian xung quanh Dương Diệp bóp méo. Hai mắt Dương Diệp nhíu cu lại, tay phải cầm kiếm dán ở mi tâm, sau một khắc, hai cỗ ý cảnh trí cảnh từ trong thân thể hắn tràn ra, ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Chỗ kiếm quang đến, không gian đều bị xé rách, qua trong giây lát, cả người Dương Diệp mang kiếm đi tới trước mặt Dương Thiên, mà lúc này, Dương Thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại đánh tan kiếm quang của Dương Diệp, cùng lúc đó, Dương Diệp bị cỗ lực lượng này chấn liên tục lùi lại, mà lúc này, Dương Thiên đột nhiên lấn người lên, đấm ra một quyền. Oanh! Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng, vừa mới dừng lại, tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Lúc này Dương Thiên đột nhiên mỉm cười. Ngươi không phải còn có người trợ giúp sao? Kêu nàng ra đi, ta rất muốn nhìn sáu loại ý cảnh cường đại như thế nào. Có thể đừng ra vẻ hay không? Đúng lúc này, Lục Ly Ca ở một bên đột nhiên nói. Nói thật, lão tử thật có chút nhìn không được. Ngươi con hàng này, nếu như ngươi dựa vào là lực lượng của mình, vậy thì thôi. Nhưng ngươi dựa vào là đại trận hộ thành của Dương gia, đến, rút lui trận pháp kia. Sau đó bảo những người trong bóng tối kia đừng tương trợ, các ngươi một đối một đơn đấu, có dám hay không? Nơi xa, Dương Thiên quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Lục Ly Ca nheo mắt. Chó cùng rứt dậu a. Nói xong, hai tay của hắn nắm trường đao bổ một phát. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, Lục Ly Ca bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, trường đao trong tay của hắn rạn nứt. Cùng lúc đó, tiên huyết từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Dương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đây chính là viện trợ ngươi tìm đến. So với An Nam Tĩnh chênh lệch quá xa. Ta không muốn lãng phí thời gian, đến, kêu nữ tử kia ra, chúng ta triệt để chấm dứt. Nơi xa, Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa trong móng vuốt của Tiểu Bạch là thanh kiếm gỗ. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đưa kiếm gỗ tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Nó nguyện ý. Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó huy động một cái móng vuốt nhỏ. Rất nhanh, Dương Diệp minh bạch ý tứ Tiểu Bạch. Không biết Tiểu Bạch dùng phương pháp gì, làm cho kiếm gỗ nguyện ý một tháng cho hắn sử dụng hai lần. Hai lần. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, không cần phải nói, kiếm gỗ này chịu đáp ứng, khẳng định là bởi vì Tiểu Bạch. Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi đi vào trước. Tiểu Bạch gật đầu nhỏ, lóe lên một cái, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ, vừa nắm chặt kiếm gỗ run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ hắn lại, trong chốc lát, sát ý chí cảnh quanh người hắn bị kiếm gỗ chạm sạch. Bài xích sát ý. Xa xa Dương Thiên đột nhiên khẽ nở nụ cười. Buồn cười, ngươi cho rằng chỉ bằng thanh phá kiếm gỗ này có thể đối kháng ta. Thật buồn cười. Đúng lúc này, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Phẫn nộ. Dương Diệp rõ ràng cảm nhận được kiếm gỗ phẫn nộ. Lúc này, kiếm gỗ bắt đầu điên cuồng hấp thu kiếm ý chân cảnh của hắn. Sau khi hấp thu kiếm ý của Dương Diệp, kiếm gỗ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời,
Ngay sau đó, toàn bộ chân trời kiếm quang tung hoành, những kiếm quang này trong nháy mắt xé rách hộ thành đại trận. Cùng lúc đó, từng tiếng kiếm minh không ngừng từ trong thân kiếm truyền ra, tiếng kiếm minh cường đại trực tiếp đánh rách không gian. Kiếm khiếu cửu thiên. Nhìn thấy một màn này, xa xa nụ cười trên mặt Dương Thiên thu liếm, trong mắt dần dần ngưng trọng lên. Giờ phút này Dương Diệp cũng có chút mộng, hắn không nghĩ tới chuôi kiếm này phẫn nộ như thế, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Thoáng qua, Dương Diệp minh bạch. Sở dĩ kiếm gỗ tức giận như thế, hẳn là vì vừa rồi Dương Thiên nói, đối phương nói kiếm gỗ như vậy, là một loại vũ nhục. Phá kiếm gỗ. Hắn cũng không dám nói như vậy, chuôi kiếm này, ngay cả bản nguyên của lục đinh thần hỏa cũng có thể thương tổn. Phía chân trời, kiếm gỗ lấp lóe, kiếm khí tung hoành, hộ thành đại trận bị xé nứt thành mảnh vỡ, nhưng sắc mặt Dương Thiên lại bình tĩnh, không có chút bối rối nào. Lúc này, tay phải Dương Diệp chiêu chiêu, kiếm gỗ lập tức bay trở về trước hắn mặt, mà khi kiếm gỗ rơi vào trước mặt Dương Diệp, phía chân trời lại xuất hiện một màn ánh sáng trắng, hộ thành đại trận lại xuất hiện ở trên đường chân trời. Nơi xa, Dương Thiên đột nhiên nói. Chỉ cần trận này trận nhãn không hủy, nó sẽ không tiêu thất. Mà chỗ trận nhãn, có cường giả chân cảnh của Dương gia ta trấn thủ, cho nên Dương Diệp, trận này ngươi không phá được. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Không phá được trận, vậy thì phá người. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xuy, chỗ kiếm quang đến, không gian như mảnh gỗ mục nát, trong nháy mắt bị trường kiếm xé rách. Nơi xa, hai mắt Dương Thiên nhíu lại, hắn bước ra một bước, sau đó đấm một quyền. Quyền ra, một cỗ lực lượng cường đại từ trên nắm tay chút xuống, sau khi lực lượng này xuất hiện, mấy ngàn trượng không gian chập trùng kịch liệt. Lúc này kiếm quang của Dương Diệp đã tới. Thời điểm kiếm quang của Dương Diệp cùng cỗ lực lượng này đụng nhau, yên lặng một cái chớp mắt. Xuy, cỗ lực lượng kia bị xé ra một lỗ hổng to lớn, ngay sau đó, Dương Diệp trong nháy mắt đến trước mặt Dương Thiên. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Thiên lập tức thay đổi. Trong lòng không dám có chút khinh thị, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên oanh một cái. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Thiên bị đánh bay đến hơn mấy trăm trượng, cùng lúc đó, cả cánh tay hắn bị Dương Diệp bổ thành hai nửa, bất quá không có từ trên bờ vai rơi xuống. Tiên huyết không ngừng từ chỗ đứt gãy tràn ra. Dương Thiên cúi đầu nhìn cánh tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đây là kiếm gì, vì sao uy lực? Nói đến đây, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì Dương Diệp đã lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt hắn. Trong lòng Dương Thiên kinh hãi, huyền khí trong thân thể điên cuồng vận chuyển, ngay sau đó, vô số đạo năng lượng màu vàng óng tràn vào trong tay trái hắn, tay trái đánh về phía trước một trường. Oanh! Xoạt xoạt! Lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh rạn nứt, nhưng khi đụng phải kiếm của Dương Diệp, cỗ lực lượng kia lần nữa bị xé nứt. Xuy! Một cánh tay mang theo cột máu bay ra, Dương Thiên thì bị cỗ lực lượng này chấn đến hơn 3.000 trượng. Lúc này, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, trong chốc lát, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra, chỗ kiếm quang đến, không gian xé rách. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Thiên đại biến, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, trong chốc lát, một đạo khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, nhưng cỗ khí thế này vừa mới tiếp xúc kiếm của Dương Diệp đã bị xé nứt, thoáng qua, kiếm quang đâm thẳng Dương Thiên. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Thiên trắng bạch. Nhưng đúng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, lão giả vỗ ra một trường, trường ra, kim quang tỏa sáng. Từng tia năng lượng màu vàng tựa như từng sợi dây thật nhỏ trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp lại. Oanh! Mà lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trong đó xé rách ra. Oanh! Giữa sân, lập tức vang lên âm thanh nổ tung, lão giả kia cùng Dương Thiên bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, không gian trước mặt hai người giãn nứt thành mạng nhện, vô cùng dọa người. Rất nhanh, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, lão giả này hắn nhận biết, chính là bảy đại nguyên soái bài danh thứ hai Dương Thận. Lúc trước đối phương từ trong tay hắn cứu đi một nguyên soái khác, còn bảo hắn nhớ kỹ đối phương, hắn cũng không quên. Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tiểu nhân không được, lão nhân ra.
Dương Thận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi thật là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ vào Dương Thận, sau đó nói. Chớ nói nhảm với ta, ta không có thời gian nghe, muốn làm gì, nói thẳng ra. Hai mắt Dương Thận nhíu lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Gia tộc không muốn làm tuyệt sự tình, có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, điều kiện tiên quyết là phế bỏ huyết mạch của ngươi, chỉ cần ngươi không có huyết mạch Dương gia, ngươi liền không phải là người Dương gia, gia tộc có thể cho ngươi một sinh lộ. Không thể. Lúc này Lục Ly Ca đột nhiên nói. Đừng nghe hắn. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca. Có ý tứ gì? Lục Ly Ca trầm giọng nói. Bọn hắn đây là trá hình muốn phế ngươi, huyết mạch, chính là bản nguyên một người, giống như sinh cơ, nếu mất đi huyết mạch, như vậy giống như cây không dễ, không thể trưởng thành. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó nói. Hơn nữa ngươi không có huyết mạch, nhất định phải dùng máu của người khác đến bổ huyết, mặc dù làm như vậy có thể, nhưng huyết mạch khác biệt sẽ bài xích thân thể ngươi cũng sẽ bài xích huyết mạch kia, khi đó hậu hoạn vô cùng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Thận, sau đó nói. Hắn nói đúng không? Dương Thận lạnh nhạt nói. Đây là ranh giới cuối cùng của chúng ta. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Hủy bỏ huyết mạch, không được. Thế gian này, chỉ có một người có thể để cho ta cam nguyện từ bỏ huyết mạch, đáng tiếc nàng đã chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Bất quá, ta nguyện ý rời Dương gia. Thậm chí không trở về Dương gia. Không được. Dương Thận nói. Ngươi có huyết mạch gia tộc, liền ý nghĩa ngươi là người Dương gia, chỉ cần ngươi là người Dương gia, vậy thì có khả năng vô hạn. Rõ chưa? Lúc này Lục Ly Ca đột nhiên nói. Bọn hắn sợ ngươi ngày sau tạo phản, chỉ khi ngươi không có huyết mạch Dương gia, bọn hắn mới có thể chân chính yên tâm, bởi vì kỳ như vậy, ngày sau coi như ngươi trở về Dương gia, vậy không phải người Dương gia. Không phải người Dương gia, thì không ai ủng hộ ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau cơ đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thận nói. Hủy bỏ huyết mạch, ta sẽ không đáp ứng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý rời khỏi Dương gia, đồng thời có thể bảo lãnh không lẫn vào sự tình các ngươi Dương gia. Như thế nào? Dương Thận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy ra tay đi. Dương Thận nói, Dương Diệp, người phải suy nghĩ kỹ, huyết mạch, đổi một cái mạng, rất đáng. Dương Diệp cười cười, các ngươi không yên lòng ta, coi như ta tự phế đan điền, tự phế tu vi, các ngươi vẫn sẽ không yên tâm ta. Đối với các ngươi mà nói, chỉ có người chết mới có thể để cho người yên tâm. Cho nên, nếu như ta không đoán sai, xem như ta từ bỏ huyết mạch, các ngươi cũng sẽ giết ta, chỉ bất quá không phải giết hiện tại mà thôi. Đúng không? Dương Thận trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đã không nguyện ý từ bỏ huyết mạch, vậy nhiều lời vô ích. Nói xong, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Khi đi tới trước mặt Dương Diệp nửa trượng, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh tới. Quyền ra, ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đè ép không gian chung quanh Dương Diệp thành vòng xoáy. Mà Dương Diệp đặt mình vào trong đó lập tức cảm giác nhục thân phảng phất như bị vô số con ngựa lôi kéo, đau đớn vô cùng. Nhưng sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, sau một khắc, hắn giơ kiếm chém một phát. Kiếm ra, oanh, theo một tiếng nổ vang, không gian trước mặt hắn sụp đổ, ngay sau đó một đạo kiếm quang lóe lên. Bành, lúc này, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Dương Thận ở trước mặt Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Thận vừa dừng lại. Tay phải của hắn trực tiếp phân làm hai nửa, sau đó từ bả vai rớt xuống. Dương Thận cúi đầu nhìn hai nửa cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Thật mạnh, ngay cả ta cũng không thể ngạnh kháng. Lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca nói. Ngươi đi trước. Lục Ly Ca còn muốn nói gì, lúc này Dương Diệp lại nói. Làm bằng hữu, nhìn tâm, trong lòng ngươi có người bạn như ta hay không? Ta đã cảm nhận được. Cũng không phải cùng chung hoạn nạn, cùng chết mới là bằng hữu, huynh đệ. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Lục Ly Ca trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Thực lực ngươi rất không tệ, nhưng lưu lại nơi này một chút ý nghĩa cũng không có, cho nên đi trước đi.
Lục Ly Ca trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt, ta đi. Nói xong, hắn không chút do dự xoay người rời đi. Hắn biết rõ, như Dương Diệp nói, hắn lưu lại nơi này một chút ý nghĩa cũng không có, hiện tại hắn ở nơi này, Dương Diệp sẽ lo lắng rất nhiều, cho nên hắn đi, đối với Dương Diệp mới là trợ giúp lớn nhất. Dương Diệp nhìn về phía Dương Thận, sau đó nói. Để hắn đi, cũng không có vấn đề a. Hai mắt Dương Thận nhíu lại, lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sắc mặt Dương Thận đại biến, nhưng lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng Dương Thiên, một thanh kiếm đặt ngang trên yết hầu đối phương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời. Thả hắn đi, hiện tại Dương gia không có một thiếu gia ra mặt, cho nên các ngươi khẳng định không hy vọng hắn chết, đúng không? Phía chân trời trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Như ngươi mong muốn. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, giờ phút này Lục Ly Ca đã rời Thiên Hư Đại Lục. Dương Diệp thu kiếm, lùi qua một bên, đúng lúc này, 72 người đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Dương gia 72 chiến tướng. Trừ cái đó ra, lại có một lão giả xuất hiện ở bên người Dương Thận. Đồng dạng là chân cảnh. Giết! Phía chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nơi xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, dưới da hắn, mạch máu có chút rung động. Hai chân cảnh thêm 72 cường giả trí cảnh. Đây chính là đội hình vây giết Dương Diệp hiện tại. Mà lúc này, Dương Diệp minh bạch, hiện tại Dương gia đã không tiếc muốn vạch mặt tới giết hắn. Giết ra ngoài. Từ Dương gia giết ra ngoài. Hiện tại hắn muốn sống, cũng chỉ có từ Dương gia giết ra ngoài. Trong 72 chiến tướng, Lữ Gia Doanh xuất thủ trước, 30 mũi tên màu vàng tựa như 30 viên lưu tinh sáng chói từ phía chân trời xẹt qua, cuối cùng dùng từng góc độ kích xạ về phía Dương Diệp. 30 mũi tên, trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh Dương Diệp. Cùng lúc đó, 20 cường giả trí cảnh kim giáp nắm trường thương cũng vọt về phía Dương Diệp. Mà ở sau lưng 20 cường giả trí cảnh kim giáp kia, là 22 huyền giả cưỡi dị thú. 72 chiến tướng liên thủ công kích. 72 chiến tướng liên thủ, xem như cường giả chân cảnh cũng có thể chém giết. 72 chiến tướng, đơn thuần cá thể, bọn hắn không mạnh bằng cường giả chân cảnh, nhưng bọn hắn phối hợp lại để cho bọn hắn có thể tùy tiện chém giết cường giả chân cảnh. Giữa sân, tay phải Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ, khi những trường tiễn màu vàng kia đi vào trên khoảng hắn nửa trượng, mũi chân đột nhiên đạp mặt đất, sau đó xoay tròn tại chỗ. Cùng lúc đó, kiếm trong tay quét ngang ra. Ông! Kiếm ra, tiếng kiếm minh vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm khí hỏa diễm từ trong kiếm gỗ của Dương Diệp hiện ra. Xuy xuy! Kiếm khí hỏa diễm chạm 30 mũi tên thành hư vô, nhưng lúc này, 20 huyền giả kim giáp đã đi tới bốn phía Dương Diệp, ngay sau đó, 20 thanh trường thương toàn bộ đâm về phía Dương Diệp. Giờ phút này 20 người hoàn toàn tựa như một thể. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn cầm kiếm bỗng nhiên quét ngang ra. Xuy, một đạo kiếm khí hiện lên hình tròn từ mũi kiếm vọt ra, kiếm khí ra chỉ hai loại ý cảnh bất khuất lóe lên. Oanh, từng âm thanh nổ vang vang lên, 20 người bị một kiếm này của Dương Diệp chấn đến hơn mấy trăm trượng, bất quá đúng lúc này, 22 kỵ binh đã tới, trong đó một tên kỵ binh đụng thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp nhìn tên kỵ binh kia, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, xùy, một đạo huyết quang lóe lên, tên kỵ binh kia đầu bay xuống đất, mà lúc này, Dương Diệp đã sát nhập vào trong đám kỵ binh. Ngay sau đó chém giết bắt đầu. Chuẩn xác mà nói là đồ sát. Vì sao? Bởi vì cơ bản không có người có khả năng tiếp Dương Diệp một kiếm, đặc biệt là lúc này Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ đồng thời thi triển ám chi pháp tắc. Phàm là người bị kiếm gỗ của Dương Diệp chỉ, cơ bản một khắc sau sẽ đầu thân khác biệt. Thực lực bản thân Dương Diệp đã có thể tùy tiện chém giết chí cảnh, mà lúc này, hắn cầm lại là kiếm gỗ tăng thực lực của hắn lên không biết bao nhiêu cấp bậc, bởi vì kiếm khí thông qua kiếm gỗ đi ra, uy lực sẽ tăng lên lần nữa. Mà trình độ sắc bén, có thể nói, thấy cái gì cắt cái đó, không có bất kỳ vật gì có khả năng chống đỡ được kiếm gỗ. Không đến mười mấy tức. Giữa sân đã có 10 tên cường giả trí cảnh đầu thân khác biệt, nhưng Dương Diệp cũng không chịu nổi, trên người hắn đã xuất hiện thật nhiều vết thương, bất quá còn tốt, nhục thể của hắn còn có thể tiếp nhận, tăng thêm có hồng mông tử khí, cái này khiến cho hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nơi xa,
Dương Thận cùng lão giả bên cạnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên lão giả bên cạnh Dương Thận nói. Kẻ này, thật là tuyệt thế chiến tướng. Dương Thận nhìn tay của mình, chẳng biết tại sao, tay của hắn vậy mà không cách nào chữa trị, chuẩn xác mà nói là không thể bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục, phảng phất như có một luồng sức mạnh thần bí đang ngăn trở cánh tay hắn khôi phục. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa băng lãnh. Lúc này lão giả bên cạnh hắn lại nói. Kẻ này, thích hợp làm thủ hộ giả Dương gia ta, đáng tiếc hắn. Dương Thận nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, sau đó nói. Hắn càng mạnh, thiên phú càng tốt, tiềm lực càng lớn, thì càng phải chết. Lão giả nói. Lúc trước hắn trở về, phía trên không động thủ, vì cái gì? Dương Thận quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc trước hắn vừa về, mặc dù thực lực không tệ, nhưng mọi người còn không có để ý, bởi vì so sánh với Dương Hiền cùng Dương Giản, hắn còn có rất nhiều chênh lệch. Nhưng mọi người không nghĩ tới, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hiện tại hắn bày ra tiềm lực, khiến cho mọi người e ngại. Lão giả kia khẽ gật đầu, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn lại nói. Những người bảo vệ hắn. Vô sự. Dương Thận lạnh nhạt nói. Hôm nay ai cũng không bảo vệ được hắn. Vì sao? Lão giả hỏi. Dương Thận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Bởi vì vị kia đã ngầm đồng ý. Nghe vậy, lão giả nheo mắt, hắn nhìn về phía Dương Diệp hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Đáng tiếc, thiên tài như thế, lại không thể vì Dương gia ta sử dụng. Dương Thận lạnh nhạt nói. Người này có thù tất báo, tính cách giống như phụ thân hắn, nếu để cho hắn tiến vào cao tầng Dương gia cầm quyền, khó đảm bảo hắn không thu về tính sổ, cho nên chết mới là tốt nhất. Còn thiên tài, Dương gia ta một đại gia tộc, muốn bồi dưỡng được một thiên tài cũng không phải việc khó gì. Lão giả khẽ lắc đầu, không có nói chuyện, hiện tại nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa, đương nhiên, vốn đã không có ý nghĩa, bởi vì hắn ở bên trận doanh Dương Thận. Nơi xa, thời khắc cổ này Dương Diệp đã hoàn toàn giết đỏ mắt, mà ở xung quanh hắn, là hơn 20 cái đầu. Nhưng ở trên người hắn, có 5 mũi tên, trừ cái đó ra, trước ngực còn có không dưới 10 vết thương. Thời khắc thế này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự sẽ bị hoàn toàn áp chế, cho nên hắn chỉ có thể dùng thương đổi mệnh. Chỉ cần không có bị vết thương chí mạng, hắn liền cơ không sợ. Mà đối phương chỉ cần trúng hắn một kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng thương đổi mệnh, đây chính là đấu pháp của Dương Diệp thời khắc này. Chiến đấu vẫn tiếp tục, mà xa xa sắc mặt Dương Thận lại trầm xuống. Nguyên bản hắn nghĩ 72 chiến tướng có thể đánh giết Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp đã mình đầy thương tích, nhưng để hắn không nghĩ tới là, mặc dù Dương Diệp toàn thân là thương, nhưng không chết, hơn nữa còn giống như càng giết càng mạnh. Lúc này, lão giả bên cạnh hắn đột nhiên nói. Không thể tiếp tục để hắn giết như thế. Dương Thận khẽ gật đầu, sau đó nói. Ra tay. Nói xong, lão giả bên cạnh hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa. Oanh. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen đâm xuống. Lực lượng cường đại trong đó đánh không gian chung quanh Dương Diệp rách tả tơi. Giữa sân, phát giác được trường thương đánh tới, tay phải Dương Diệp nắm kiếm gỗ đâm một cái. Đang! Kiếm cùng thương vừa mới tiếp xúc, thanh trường thương kia trực tiếp bị kiếm của Dương Diệp chấn vỡ, nhưng lực lượng cường đại trong đó lại chấn thân thể Dương Diệp run lên, ngay sau đó. Cánh tay phải hắn trong nháy mắt rạn nứt, cùng lúc đó, mặt đất dưới chân hắn cũng sụp đổ. Thời điểm Dương Diệp dùng kiếm ngăn cản trường thương, một trường thương màu vàng trực tiếp cắm vào phía sau lưng, cùng lúc đó, hai mũi tên bắn vào đầu gối của hắn. Đặc biệt là hai mũi tên kia, trực tiếp bắn thủng đầu gối. Bất quá, Dương Diệp vẫn đứng như cũ. Đáng giá nhắc tới là, mặc dù kiếm gỗ trong tay hắn giết rất nhiều người, nhưng phía trên không có chút vết máu nào. Lúc này, ở chung quanh Dương Diệp, còn có 25 chiến tướng, về phần những xạ thủ lục giáp doanh kia thì chưa chết. Bọn hắn chỉ ở bên cạnh đánh trợ giúp, không có trực tiếp tham chiến, cho nên không có người hy sinh. Giữa sân, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn lướt qua đám người bốn phía, sau đó khóe miệng nhe răng cười. Tiếp tục đến. Giữa sân, thần sắc mọi người đều biến đổi, đặc biệt là 72 chiến tướng, giờ khắc này, đối với Dương Diệp. Trong lòng bọn họ có một tia kiêng kỵ, phải nói là e ngại.
Hung ác. Một người đối với người khác hung ác không tính hung ác, đối với mình hung ác mới là thật hung ác. Mà Dương Diệp đối với mình là rất ác. Nơi xa, lão giả chân cảnh nhìn tay của mình một chút, tay của hắn rạn nứt, đó là trước đó cùng Dương Diệp đối kháng lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, hắn lại nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Mặc dù thực lực của Dương Diệp mạnh, nhưng không có mạnh đến trình độ ngay cả hắn cũng kiêng dè. Thanh kiếm gỗ kia, kiếm gỗ này làm cho thực lực của Dương Diệp mạnh đến một trình độ không thể tưởng tượng. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả chân cảnh nhìn về phía Dương Thận, sau đó nói. Đồng loạt ra tay, đừng cho hắn cơ hội. Dương Thận khẽ gật đầu, sau đó tay trái vung lên. Giết! Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, mà lão giả chân cảnh cũng tiêu thất ngay tại chỗ, sau khi hai tên cường giả chân cảnh ra tay. Các chiến tướng còn sống cũng lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Đám người còn chưa tới, những khí tức cường đại kia đã phô thiên cái địa nghiền ép về phía Dương Diệp. Hai đạo khí tức chân cảnh, tăng thêm mấy chục đạo khí tức chí cảnh, những khí tức này toàn bộ chung vào một chỗ, trực tiếp đánh tan hai cố ý cảnh của Dương Diệp. Giờ khắc này, Dương Diệp bị những khí tức kia ép không thể thở nổi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua những người kia, tay trái chậm rãi đặt ở trước ngực, sau một khắc. Oanh! Một cỗ khí tức hung lệ đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra, ngay sau đó, một dị thú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng kỳ! Giờ khắc này, không thả cùng kỳ ra không được, dùng thực lực một mình hắn, căn bản là không có cách chống lại nhiều cường giả như vậy. Sau khi cùng kỳ xuất hiện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy những cường giả chung quanh, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu tử, ta liền biết ngươi gọi ta ra không có chuyện tốt. Dương Diệp nhún vai. Ta có thể làm sao, ta rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cái đầu ngươi a. Cùng kỳ giận mắng, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên rung động lên, ngay sau đó thân thể càng lúc càng lớn, trên người tràn ra khí tức càng ngày càng mạnh, qua trong giây lát, hình thể hắn đã lớn ra gấp 5 lần. Sau khi hình thể biến lớn, cùng kỳ gầm một tiếng. Oanh! Một cỗ khí tức hung lệ tràn ra. Những chí cảnh ở chung quanh bị cỗ khí tức này chấn đến hơn mấy ngàn trượng, mà hai cường giả chân cảnh cũng bị đẩy lui gần trăm trượng. Giữa sân, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Dương Thận gắt gao nhìn cùng kỳ trước mặt Dương Diệp. Hung thú! Hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại còn có át chủ bài, hơn nữa còn là một hung thú cường đại. Không chỉ hắn, toàn bộ người Dương gia đều không nghĩ tới. Thân thể Dương Diệp hơi động một chút. Những mũi tên trên người hắn bị bắn ra ngoài, hơn 10 cột máu lập tức bắn ra. Dương Diệp không có để ý những vết thương này, dù sao hồng mông tử khí sẽ từ từ chữa trị. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, đi tới trên lưng cùng kỳ, sau đó nói. Không nên ham chiến, giết ra ngoài. Bây giờ ở Dương gia giết lại nhiều người cũng không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn không có khả năng giết sạch Dương gia. Trốn! Hiện tại hắn muốn làm chính là chạy ra thiên hư đại lục, chạy ra phạm vi thế lực của Dương gia, chỉ có như vậy, mới có thể sống. Cái này còn cần ngươi nói. Cùng kỳ tức giận nói. Trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì mỗi lần Dương Diệp gọi hắn ra, đây tuyệt đối là không có chuyện tốt. Hơn nữa một lần so với một lần hung hiểm. Giống như giờ phút này, mặc dù hắn là hung thú thượng giới, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có khả năng nghiền ép người một giới này. Phải biết, hiện tại hắn đối mặt, đều là người đứng đầu nhất của một giới. Trốn. Lúc này khóe miệng Dương Thận nổi lên vẻ mỉa mai. Ở địa bàn Dương gia ta, ngươi có muốn trốn? Nói xong, hắn nhìn về phía cùng kỳ, lại nói. Nếu như ngươi muốn dựa vào nó, ta chỉ có thể nói, ngươi là si tâm vọng tưởng. Đừng nói một hung thú, cho ngươi năm hung thú, Dương gia ta y nguyên có khả năng biến nó thành tử thú. Dương gia. Trong thanh âm của cùng kỳ lộ ra mỉa mai. Ta nói Dương gia các ngươi có phải đều là não heo hay không? Tiểu tử này có đại khí vận, Dương gia các ngươi đi theo hắn, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lược, đừng nói thế gia nho nhỏ, dù đứng hàng thượng giới, phong tiên phong thần cũng có thể, mà các ngươi lại nhất định phải cùng hắn chiến đến chết, các ngươi thật là một đám người não heo. Phong tiên phong thần. Khóe miệng Dương Thận nổi lên vẻ cười lạnh. Thứ độ gì, thật buồn cười. Dương gia ta cần dựa vào hắn, thật là buồn cười đến cực điểm. Buồn cười ngươi đúng là ngu xuân. Cùng kỳ đột nhiên nổi giận mắng,
ta nói cho bọn ngu xuẩn các ngươi biết, tiểu tử này không chỉ có đại khí vận, còn có đại nhân quả, nếu các ngươi Dương gia giết hắn, Dương gia các ngươi là phải tám đời xui xẻo, không đúng, nếu hắn chết rồi, Dương gia các ngươi khẳng định là sẽ chơi xong. Lúc này Dương Diệp nhìn không được vỗ vỗ Cùng Kỳ, sau đó nói. Cùng Kỳ lão ca, nếu như ta chết rồi, thật sẽ có người báo thù cho ta sao? Nói nhảm. Cùng Kỳ tức giận nói. Ngươi không giống phụ thân ngươi, vật kia không có thừa nhận phụ thân ngươi, nhưng thừa nhận ngươi. Hơn nữa vị kia cũng không có cự tuyệt ngươi, đồng thời để ngươi mang nha đầu kia trở về, cái này chứng minh hắn tán thành ngươi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa ngươi có một chỗ dựa rất mạnh. Một núi dựa lớn. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Lớn em gái ngươi a, hiện tại lão tử sắp ngỏm rồi, sao chỗ dựa còn chưa xuất hiện? Tới một cái cũng được a. Cùng Kỳ trầm mặc. Qua hai hơi, hắn lại nói. Dùng thực lực vị kia, không có đạo lý không biết ngươi đã đi tới hệ ngân hà. Đối phương chưa từng xuất hiện, hoặc là đang bế quan, hoặc bị sự tình khác chậm trễ. Dù sao ngươi sợ cái gì, ngươi chết, sẽ có người báo thù cho ngươi. Nhưng lão tử chết rồi, ai đến báo thù cho ta? Nhận biết ngươi tầm 10 năm, là lão tử cả đời xui xẻo. Dương Diệp cười ngượng ngùng, quả thật có chút không có ý tứ. Cùng Kỳ đi theo hắn, xác thực nhiều lần kém chút bị hắn hố chết. Bất quá hắn rất bất đắc dĩ. Đừng nói nhảm. Lúc này, Dương Thận đột nhiên gần giọng nói. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Thanh âm rơi xuống, hắn muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên vỗ vỗ Cùng Kỳ. Đừng đánh, chúng ta rút lui trước. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, mang theo Dương Diệp bắn mạnh tới chân trời. Nhanh! Tốc độ của Cùng Kỳ nhanh đến mức cực hạn, bởi vì Dương Diệp cảm giác nhục thân phảng phất như muốn xé rách, đây là tốc độ đạt đến cực hạn. Nơi xa, nhìn thấy Cùng Kỳ và Dương Diệp trốn, khóe miệng Dương Thận nổi lên vẻ mỉa mai, hắn cùng người chung quanh cũng không có ra tay. Ngay thời điểm Cùng Kỳ và Dương Diệp muốn xông ra Thiên Hư Đại Lục, đột nhiên một thanh âm từ trong tinh không xa xôi truyền đến. Trở về. Nói xong, một hư ảnh cự sơn đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Cùng Kỳ và Dương Diệp, trong đó tràn ra uy áp mạnh mẽ trực tiếp bức Cùng Kỳ và Dương Diệp đứng tại chỗ, cự sơn ở trên không trung dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc, nó bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, mà lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên thả người nhảy lên, đụng thẳng đến hư ảnh cự sơn. Oanh! Cự sơn ầm vang vỡ vụn, nhưng Cùng Kỳ và Dương Diệp cũng bị chấn về phía dưới, rất nhanh, hai người lần nữa rơi vào Thiên Cơ Thành. Oanh! Cùng Kỳ rơi xuống đất, toàn bộ Thiên Cơ Thành run lên kịch liệt, phảng phất như địa chấn. Trốn, ngươi có thể chạy đi đâu? Nơi xa, Dương Thận cười lạnh. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, trốn không thoát, hiện tại làm như thế nào? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thận. Trước cạo chết hắn, hoàn toàn có thể. Cùng Kỳ nói xong, hắn thả người nhảy lên, mang theo Dương Diệp đụng tới Dương Thận. Nhìn thấy Cùng Kỳ và Dương Diệp đánh tới, sắc mặt Dương Thận lập tức biến đổi, tay trái hắn khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện, sau đó hắn chạm xuống, đao ra. Một đạo đao khí sáng như tuyết mang theo khí tức cường đại từ trên mũi đao hiện ra. Cùng Kỳ đương nhiên sẽ không né tránh, hắn nâng lên một móng vuốt chụp qua. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, đao khí của Dương Thận bị móng vuốt của Cùng Kỳ xé rách, cùng lúc đó, Cùng Kỳ đến trước mặt Dương Thận, trong lòng Dương Thận kinh hãi, tay trái bổ ra một đao. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đao trong tay Dương Thận bị Cùng Kỳ đập nát. Trong móng vuốt ẩn chứa lực lượng cường đại chấn hắn phun ra một ngụm tinh huyết, cả người bay ngược đến hơn mấy ngàn trượng. Cùng Kỳ và Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đến, trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp đưa tay đâm ra một kiếm. Oanh! Trường thương ầm vang vỡ vụn, mà lúc này, chừng 30 mũi tên đột nhiên từ phía chân trời bắn tới, cùng lúc đó, những cường giả trí cảnh kia vây quanh tới, trong nháy mắt, Cùng Kỳ và Dương Diệp bị vây quanh lần nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn nhìn về phía đám xạ thủ ở trên không trung nói. Giết bọn hắn. Đám xạ thủ kia là phiền toái nhất, bởi vì những xạ thủ này cực kỳ giỏi tìm thời cơ, thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt cho hắn một tiễn. Cái này còn không phải trọng điểm là những xạ thủ kia có khả năng phá phòng ngự của hắn.
Nghe được Dương Diệp nói, Cùng Kỳ vỗ mạnh mặt đất. Oanh! Mượn nhờ mặt đất trợ lực, Cùng Kỳ và Dương Diệp hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía đám cường giả lục giáp xoanh. Bọn hắn cũng không có để ý những huyền giả xung quanh, một đường mạnh mẽ đâm tới, mà Dương Diệp thì gặp người liền chặt, cơ bản không có huyền giả có khả năng đón hắn một kiếm. Cản bọn họ lại. Một bên, Dương Thận vội vàng nói. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng lão giả chân cảnh lao thẳng đến Cùng Kỳ và Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi cản bọn họ lại. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm lưng Cùng Kỳ, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong đám xạ thủ kia, ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang bắn tung tóe đầy trời. Đồ sát. Sau khi Dương Diệp xông vào, bắt đầu đồ sát. Những xạ thủ kia công kích từ xa rất mạnh, nhưng năng lực cận chiến lại có chút kém, bởi vậy căn bản ngăn không được Dương Diệp, bất quá những kỵ binh cùng kim thương doanh kia lập tức chạy tới. Sau đó toàn bộ vây Dương Diệp lại, mà những xạ thủ sống sót kia thì toàn bộ kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Cùng Kỳ thì chặn hai cường giả chân cảnh, Cùng Kỳ da dày thịt béo, tăng thêm tốc độ lại nhanh, bởi vậy hắn dùng sức một mình ngạnh xanh chặn hai cường giả chân cảnh. Nơi xa, Dương Diệp một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm rơi xuống, 72 chiến tướng không chết cũng bị thương, không đến một hồi, 72 chiến tướng chỉ còn lại không đến 30 người. Bất quá Dương Diệp cũng bị thương, trước ngực, đầu gối, bả vai, đều cắm mấy mũi tên. Bất quá hắn hoàn toàn không quan tâm những cái này, vẫn điên cuồng chém giết. Đúng lúc này, xa xa Dương Thận đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nói. Vẫn không xuất thủ, nhất định phải mài chết sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh, một thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Chỉ là không nghĩ tới, hai chân cảnh, 72 chiến tướng. Cũng giết không được một luân hồi cảnh. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Ngay sau đó, một chỉ ấn hiện ra. Sau một khắc, chỉ ấn đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang đối địch sắc mặt biến đổi, giơ kiếm bổ một phát. Oanh! Một kiếm rơi xuống, chỉ ấn ầm vang vỡ vụn, mà Dương Diệp lại bị chấn đến hơn 3.000 trượng, hắn vừa dừng lại. Suy 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 suy. Sáu mũi tên đột nhiên vạch phá bầu trời, ngay sau đó, hai mũi bắn vào hai xương tỉ bà, hai mũi bắn vào hai đầu gối, còn có hai mũi thì bắn ở trên hai mu bàn chân. Nhưng còn chưa kết thúc. Mấy cường giả tay cầm trường thương cùng kỵ binh trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó trường thương đâm ra, trực kích yếu hại của Dương Diệp. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, ngay sau đó một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. Khi nàng nhìn thấy bộ dáng của Dương Diệp, sắc mặt của An Nam Tĩnh cực kỳ bình tĩnh, thoáng qua, nàng quay đầu nhìn về phía những chiến tướng đã tới gần nàng và Dương Diệp. Sau một khắc, chân phải nàng bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một vệt kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xuy. Khi nàng tiêu thất, một thanh trường thương xuyên qua đầu một chiến tướng chí cảnh, mà bản thân nàng thì đã xuất hiện ở sau lưng tên cường giả chí cảnh kia. Sau đó tay phải nàng cầm trường thương ném qua bên trái. Xuy. Kim quang hiện lên, một tên chiến tướng chí cảnh ở bên trái đầu bị liệt thiên xuyên qua, mà lúc này, An Nam Tĩnh đã xuất hiện ở sau lưng chiến tướng chí cảnh kia, sau đó chân phải nàng nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái, cả người đằng không mà lên, sau một khắc, chân phải nàng đá mạnh liệt thiên một cước. Siêu. Liệt thiên hóa thành một vệt kim quang tiêu thất, thoáng qua. Xuy. Nơi xa. Một kỵ binh bị liệt thiên xuyên thủng đầu, mà lúc này, An Nam Tĩnh thì xuất hiện ở trên đầu đối phương, sau một khắc, chân phải nàng bỗng nhiên giẫm đầu kỵ binh kia. Oanh! Đầu kỵ binh trong nháy mắt bạo liệt, mà An Nam Tĩnh thì tay cầm liệt thiên hóa thành một vệt kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xuy! Thoáng qua, một tên chiến tướng chí cảnh ở sau lưng Dương Diệp bị một thanh trường thương xuyên thủng đầu, thời điểm trường thương xuyên qua đầu đối phương, An Nam Tĩnh liền xuất hiện ở bên cạnh. Tay phải duỗi ra, nắm lấy liệt thiên vừa xuyên qua. Đúng lúc này, mấy mũi tên màu vàng đột nhiên từ phía chân trời đánh tới, An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, giơ thương quét ngang. Đang đang đang. Tất cả mũi tên đều bị đánh rơi, sau một khắc, tay phải An Nam Tĩnh nắm liệt thiên ném tới. Hưu. Trường thương phá không, mang theo lực lượng kinh khủng kích xạ tới, tên xạ thủ kia nhìn thấy một màn này, thần sắc trắng bệch, bởi vì hắn muốn tránh cũng không được. Nhưng đúng lúc này,
một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một long ấn màu vàng ngăn ở trước mặt hắn, Liệt Thiên đánh vào long ấn kia run lên kịch liệt, thoáng qua, trong đó đột nhiên tuôn ra lực lượng cường đại, chấn Liệt Thiên bay ngược về. Sắc mặt An Nam Tĩnh không thay đổi, Liệt Thiên bay trở lại trong tay nàng. An Nam Tĩnh không có xuất thủ, mà đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta đi ra muộn. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không có việc gì, ta vẫn chống đỡ được. Nói xong, thân thể của hắn chấn động, những mũi tên trên người hắn bị chấn ra, vừa rung ra, tiên huyết như suối bừng lên, qua trong giây lát, cả người hắn đã thành huyết nhân. An Nam Tĩnh có chút cúi đầu. Vì cái gì không gọi ta? Dương Diệp mỉm cười. Ngươi đang bế quan, ta không muốn quấy nhiễu ngươi. An Nam Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bế quan không có trọng yếu bằng ngươi, không phải sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, có được hay không? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó nàng thối lui đến bên người Dương Diệp. Oanh! Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó, hai người Dương Thận bị cùng kỳ chấn đến ngoài ngàn trượng, sau khi đẩy lui hai người, thân hình cùng kỳ lóe lên, trở lại bên người Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả chân cảnh mới xuất hiện, lão giả mặc trường bào màu tím, không chỉ quần áo màu tím, đầu cũng màu tím, ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một long ấn màu vàng. Người tới chính là Dương gia bảy đại nguyên soái Dương Lâm. Dương Lâm nhìn lướt qua Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, còn có cùng kỳ, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn khẽ lắc đầu. Nguyên bản, xuất động 72 chiến tướng, tăng thêm hai cường giả chân cảnh, coi là có thể vạn vô nhất thất, nhưng chúng ta không nghĩ tới, 72 chiến tướng cơ hồ toàn quân bị diệt, lại vẫn không có khả năng giết ngươi. Thực lực của ngươi, lá bài tẩy của ngươi, làm cho chúng ta đều kinh hãi. Sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Dương Lân nói. Nếu như sớm biết ngươi có thực lực như thế, có át chủ bài như thế, chúng ta khả năng sẽ đổi một loại phương thức. Không chỉ chúng ta, những người trung lập kia khả năng sẽ không để cho chúng ta xuất thủ. Nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng hiện tại, ngươi không chết cũng phải chết, cho dù là những người trung lập kia, cũng sẽ lựa chọn giết ngươi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Lâm nói. Bởi vì gia tộc sẽ không để cho một người có địch ý với gia tộc sống, đặc biệt là người này có được thiên phú cùng tiềm lực cường đại. Dù sao, hiện tại nếu nói ngươi không có hận ý với gia tộc, đó là không có khả năng, đúng không? Dương Diệp mỉm cười. Minh bạch, kỳ thật, nguyên bản ta đối với Dương gia là không có hận ý, đương nhiên, ta đối với gia tộc cũng không có lòng cảm mến gì. Nhưng các ngươi muốn ta trở về. Ta không trở lại, các ngươi bức ta trở về. Sau khi ta trở về, những thiếu gia của các ngươi lại muốn ta chết, ta không thể không phản kháng nha. Ta vừa phản kháng, bày ra thực lực cùng tiềm lực, cao tầng các ngươi lại muốn ta chết, các ngươi đây là khi dễ người. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua chân trời, sau đó nói. Dương Diệp ta, làm người ân oán rõ ràng, người không phạm ta không phạm người, Dương gia đối đãi với ta như thế, ta thề. Nếu Dương Diệp ta không chết, một ngày kia, ta muốn Dương gia hoàn trả gấp trăm lần. Như vậy ngươi càng phải chết. Lúc này, Dương Lâm đột nhiên nói. Dương Diệp cười cười. Ta nói hay không nói, các ngươi đều sẽ để cho ta chết, không phải sao? Chẳng lẽ hiện tại ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, Dương gia sẽ thả ta một con đường sống? Dương Lâm trầm mặc, sau đó lắc đầu. Sẽ không, hiện tại ngươi không có đường lui. Gia tộc càng không có đường lui, bởi vì gia tộc không muốn tương lai trong gia tộc xuất hiện một thiên tài có ác ý với gia tộc. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sợ không? An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Chưa từng sợ qua. Dương Diệp cười ha ha, cười một lát, hắn nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Nói rất đúng, chúng ta chưa từng sợ qua. Dương gia, tới đi. Để cho ta nhìn xem, Dương gia một trong bát đại thế gia hệ Ngân Hà có thể để cho Dương Diệp ta chết ở chỗ này hay không? Nói xong, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Lâm, sau đó hắn rút kiếm chém một phát. Sắc mặt Dương Lâm không thay đổi, tay có chút xoay tròn,
Trước mặt hắn trôi nổi long ấn lập tức hóa thành một vệt kim quang đụng tới kiếm của Dương Diệp. Trên long ấn, kim quang như thủy triều tầng tầng lớp lớp tuôn ra, qua trong giây lát liền bao phủ cả người Dương Diệp lại. Oanh! Âm thanh nổ vang vang lên, những kim quang kia ầm vang vỡ vụn, trong đó tuôn ra lực lượng cường đại, trực tiếp chấn Dương Diệp trở lại chỗ cũ. Nơi xa, Dương Lâm nhìn thoáng qua long ấn, trên đó xuất hiện một vết kiếm. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Nghe nói kiếm này ở trạng thái bị phong ấn, khó có thể tưởng tượng, nếu nó triệt để giải trừ phong ấn, khôi phục bộ dáng nguyên bản, uy lực của nó chỉ sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Phong ấn. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay mình, hắn không nghĩ tới thanh kiếm gỗ lại còn ở trạng thái phong ấn. Phong ấn đã mạnh mẽ như thế. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn kiếm gỗ nói. Sẽ không, hiện tại ngươi không có đường lui, gia tộc càng không có đường lui, bởi vì gia tộc không muốn tương lai trong gia tộc xuất hiện một thiên tài có ác ý với gia tộc. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sợ không? An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Chưa từng sợ qua. Dương Diệp cười ha ha, cười một lát, hắn nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Nói rất đúng, chúng ta chưa từng sợ qua. Dương gia, tới đi, để cho ta nhìn xem, Dương gia một trong bát đại thế gia hệ Ngân Hà có thể để cho Dương Diệp ta chết ở chỗ này hay không? Nói xong, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Lâm, sau đó hắn rút kiếm chém một phát. Sắc mặt Dương Lâm không thay đổi, tay có chút xoay tròn, trước mặt hắn trôi nổi long ấn lập tức hóa thành một vệt kim quang đụng tới kiếm của Dương Diệp. Trên long ấn, kim quang như thủy triều tầng tầng lớp lớp tuôn ra, qua trong giây lát liền bao phủ cả người Dương Diệp lại. Oanh! Âm thanh nổ vang vang lên, những kim quang kia ầm vang vỡ vụn, trong đó tuôn ra lực lượng cường đại, trực tiếp chấn Dương Diệp trở lại chỗ cũ. Nơi xa, Dương Lâm nhìn thoáng qua long ấn, trên đó xuất hiện một vết kiếm. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Nghe nói kiếm này ở trạng thái bị phong ấn, khó có thể tưởng tượng, nếu nó triệt để giải trừ phong ấn, khôi phục bộ dáng nguyên bản, uy lực của nó chỉ sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Phong ấn. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay mình, hắn không nghĩ tới thanh kiếm gỗ lại còn ở trạng thái phong ấn. Phong ấn đã mạnh mẽ như thế. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn kiếm gỗ nói. Lão huynh, ta cảm thấy, ngươi không thể lại điệu thấp, là thời điểm mở ra phong ấn A. Kiếm gỗ khẽ run lên, từng tiếng kiếm minh từ trong đó truyền ra, rất nhanh, Dương Diệp cảm nhận được một cỗ cảm xúc. Không cam lòng, phẫn nộ, còn có một tia kiêng kỵ. Hắn kiếm tâm thông minh, lại là kiếm ý chí cảnh. Bởi vậy có khả năng rõ ràng cảm nhận được hết thảy cảm xúc của kiếm trong tay mình. Giờ phút này, chuôi kiếm trước mắt này cảm xúc là không cam lòng, còn có phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên, đây không phải nó tự phong ấn, mà là người khác phong ấn nó. Ai phong ấn nó? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hiện tại hắn nên lo lắng không phải cái này. Sau khi trấn an kiếm gỗ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lâm, sau đó nói. Đến. Tiếp tục, thanh âm rơi xuống, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Lâm, sau đó hắn lần nữa rút kiếm chém một phát. Kiếm gỗ rơi xuống, không gian chung quanh lập tức băng liệt. Trong mắt Dương Lâm lóe lên vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường, bấm tay điểm vào long ấn trước mặt. Ông, một tiếng long ngâm đột nhiên từ trong đó truyền ra, ngay sau đó, một cỗ long uy kinh khủng chấn động, sau khi tiếng long ngâm xuất hiện. Mấy vạn dặm không gian lập tức run lên kịch liệt, ngay sau đó rạn nứt. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã tới. Oanh! Kiếm cùng long ấn vừa mới tiếp xúc, không gian trong nháy mắt sụp đổ, nhưng qua trong giây lát, vùng không gian kia khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến hơn ngàn trượng, Dương Lâm cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía long ấn trước mặt Dương Lâm. Long ấn này không phải phàm vật, ít nhất là chân cảnh. Nếu như không có kiếm gỗ, chỉ sợ hắn ngay cả một chiêu của Dương Lâm cũng không tiếp nổi. Nơi xa, Dương Lâm trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Xem ra, một mình ta là không giết được ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát,
hơn 10 đạo khí thức cường đại đột nhiên từ 4 phương 8 hướng phóng lên trời, sau đó lướt về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nhìn hắn. Người ta đồng tâm, đừng nói Dương gia, coi như bát đại thế gia tề tụ lại có sợ gì. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó mỉm cười. Nói rất đúng, người ta đồng tâm, coi như bát đại thế gia tề tụ lại như thế nào. Siêu 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 siêu. Lúc này, 10 tên hắc y nhân xuất hiện ở sau lưng Dương Thận. U. Hai tên cầm đầu tay cầm dao găm là cường giả chân cảnh, mà những hắc ảnh ở xung quanh bọn hắn, toàn bộ là chí cảnh. Mặc dù Dương gia là một trong bát đại thế gia, nhưng cường giả chân cảnh ở Dương gia vẫn cực kỳ thưa thớt, không chỉ Dương gia, cường giả chân cảnh của mấy đại thế gia còn lại cũng cực kỳ thưa thớt, cho nên chí cảnh cùng luân hồi cảnh mới là chiến lực chủ yếu của từng thế gia, đặc biệt là chí cảnh. Cường giả chân cảnh rất khó bồi dưỡng, mà chí cảnh so với chân cảnh thì hơi dễ bồi dưỡng hơn một chút. Hơn nữa khi chí cảnh đạt đến số lượng nhất định, là có thể chém giết chân cảnh. Thậm chí có chí cảnh đã có thể dùng sức một mình chém giết chân cảnh. Đương nhiên, loại người này tương đối ít. Hai tên cường giả chân cảnh mới xuất hiện, tăng thêm 3 người Dương Thận, là có trọn vẹn 5 cường giả chân cảnh. Ngoại trừ 5 tên cường giả chân cảnh, lòn có 72 chiến tướng trước đó còn sống sót, lúc này 72 chiến tướng chỉ còn lại 9 tên, tăng thêm 10 hắc y nhân vừa xuất hiện, TC ổng cộng là 19 cường giả chí cảnh. 5 chân cảnh thêm 19 chí cảnh. Cái đội hình này, không thể không nói, rất xa hoa. Ca, tiểu tử, còn có át chủ bài hay không? Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, sau đó lắc đầu. Giống như không có. Cùng Kỳ trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Tiểu tử, mọi người quen biết một trận, như thế nào cũng coi là bằng hữu, cho nên mặc dù trong lòng lão tử muốn trốn, nhưng vẫn không thể trốn. Nhiều không giúp được. Ta đơn đấu 2 tên chân cảnh, còn lại chính ngươi giải quyết. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, vọt về phía Dương Thận cùng lão giả bên cạnh. Dương Thận. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói. Ta đơn đấu 2 tên chân cảnh còn lại cùng những chí cảnh kia cho ngươi, thế nào? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó trường thương trực chỉ Dương Lâm. Tới. Nói xong, thân hình nàng run lên, xuất hiện ở bên trái hơn mấy ngàn trượng. Bị An Nam Tĩnh khiêu khích như thế, thần sắc của Dương Lâm lập tức lạnh xuống, hắn lạnh nhạt nói. Ta một người là đủ. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, thoáng qua, bên trái ngàn trượng lập tức truyền đến tiếng nổ lớn. Mà ở trước mặt Dương Diệp, là 2 tên chân cảnh, thêm 19 cường giả chí cảnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, sau đó trường kiếm trực chỉ 2 tên hắc y nhân chân cảnh nói. Một mình ta đơn đấu 2 người các ngươi, đương nhiên, nếu như các ngươi sợ, có thể gọi những người sau lưng các ngươi cùng tiến lên. Tên hắc y nhân cầm đầu khẽ gật đầu, sau đó nói. Tốt, thanh âm rơi xuống, hắn cùng tên hắc y nhân bên cạnh đồng thời tiêu thất, ngay sau đó, giữa sân đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Những tàn ảnh này trực tiếp bao vây Dương Diệp lại, cùng lúc đó, 10 hắc y nhân cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, lúc đầu hắn hy vọng dùng phép khích tướng, làm cho đối phương cùng hắn đơn đấu, tốt nhất là một người cùng hắn đơn đấu, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương không nói xáo lộ như thế, toàn bộ cùng tiến lên. 2 tên chân cảnh, 19 chí cảnh. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cầm kiếm quét ngang. Ông. Một đạo kiếm khí hỏa diễm từ mũi kiếm hiện ra. Xuy 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 xuy. Những nơi kiếm khí đi qua, vô số tàn ảnh ầm vang tiêu tán, mà 2 tên cường giả chân cảnh cầm đầu cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, bất quá 2 người còn không có lui bao lâu liền ngừng lại, sau đó mãnh liệt bắn ra. Giờ phút này những cường giả chí cảnh kia đã tới, ngay sau đó, từng đạo hàn quang hiện ra, tựa như lưỡi dao kích xạ về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía một tên cường giả chí cảnh trong đó. Loại thời điểm này, căn bản không thể phòng ngự, một khi phòng ngự sẽ lâm vào bị động, một khi lâm vào bị động, sẽ nghênh đón đối phương tập kích mưa to gió lớn. Giống như đánh nhau, nếu một người bị quần ẩu,
vậy ngươi tuyệt đối không thể phòng ngự, bởi vì như vậy ngươi chỉ có thể bị động ăn đòn, cho nên ngươi muốn không thiệt thòi, liền tóm lấy một người đánh cho đến chết. Đánh chết một cái không lỗ, đánh chết hai cái kiếm lời. Những hắc y nhân kia, bao quát 72 chiến tướng, bọn hắn đều không phải chí cảnh bình thường, nhưng giờ phút này thực lực của Dương Diệp, cường giả chí cảnh căn bản không đáng chú ý, cũng chỉ có chí cảnh có thể vượt giai khiêu chiến chân cảnh mới có thể chống lại hắn. Bởi vậy, thời điểm Dương Diệp nhằm vào một người, người kia cơ bản đã chết chắc. Sự thật cũng đúng như thế, kiếm quang hiện lên, một đầu người mang theo cột máu bay ra, nhưng trên người Dương Diệp cũng xuất hiện rất nhiều vết đao, chỉ trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện chỉ ít tầm 10 vết đao. Bất quá còn tốt, hắn đều tránh đi chỗ chí mạng. Sau khi một kiếm chém giết tên cường giả chí cảnh kia, chân phải của Dương Diệp bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng một tên cường giả chí cảnh khác, sau đó một đạo kiếm quang hiện lên. Xuy, tên cường giả chí cảnh kia đầu bay ra, mà giờ khắc này, lại mấy đạo hàn quang xuất hiện ở chung quanh hắn, cùng lúc đó, mấy mũi tên theo sát tới, đặc biệt là mấy mũi tên kia, góc độ cực kỳ xảo trá cùng ngoan độc, trong đó hai mũi mục tiêu là ánh mắt của hắn, mấy mũi còn lại cũng phân biệt là nơi yếu hại. Dương Diệp cũng không dám dùng chỗ yếu hại của mình đi ngạnh kháng những mũi tên này đều có thể phá phòng ngự của hắn. Tâm niệm hắn khẽ động, một tấm chắn xuất hiện ở trước mặt, sau đó tấm chắn hóa thành một cỗ hắc quang mãnh liệt bắn ra. Rầm rầm rầm, theo mấy tiếng nổ lớn vang lên, những mũi tên kia bị hắc thuẫn chấn nát, nhưng đúng vào lúc này, một tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, một đạo hàn quang chém về phía gáy hắn. Cường giả chân cảnh. Dương Diệp không dám khinh thường, quay người giơ kiếm chém một phát, thời điểm hắn xoay người, mấy đạo hàn quang trực tiếp đánh vào sau lưng, tiên huyết văng khắp nơi. Kiếm gỗ rơi xuống. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, lại một tên hắc y nhân xuất hiện ở phía sau, ngay sau đó, một đạo hàn quang trong nháy mắt đến sau đầu của hắn. Cảm giác được sau lưng hàn quang đánh tới, đồng tử Dương Diệp co rụt lại. Không lo được vết thương trên người, lập tức quay người giơ kiếm bổ ra. Oanh! Một kiếm rơi xuống, chủy thủ của hắc y nhân bị chạm thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, hắc y nhân kia bị một kiếm này chấn cho liên tục lùi lại, Dương Diệp cũng bị chấn lui. Nhưng hắn vừa lui không sai biệt lắm 10 trượng, lại một tên hắc y nhân xuất hiện. Ngay sau đó, lại một đạo hàn quang đi tới sau đầu của hắn. Không chỉ như thế, còn có mấy mũi tên vạch phá bầu trời đi tới trước mặt, tiễn tiễn trực kích yếu hại. Trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí, tâm niệm khẽ động, tấm chắn bay thẳng về phía mấy mũi tên, thoáng qua, hắn giơ kiếm quét ngang, trong chốc lát, một đạo kiếm khí hiện lên nửa vòng tròn kích xạ ra. Ầm ầm, chỗ kiếm khí đến, đánh đầu thắng đó, nhưng kiếm khí của hắn cùng lực lượng của những cường giả va chạm, lại chấn hắn không ngừng lùi lại, cùng lúc đó, tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra, không chỉ khóe miệng, giờ phút này toàn thân hắn đều rạn nứt. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có rất nhiều vết đao và mũi tên. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông tử khí liên tục không ngừng chữa trị thân thể, hắn sớm đã chết rồi. Hiện tại sở dĩ hắn còn đứng, còn có thể đánh, ngoại trừ ý chí của mình ra, còn có là Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí một mực kéo mệnh của hắn, làm cho hắn không đến mức có nguy hiểm tính mệnh, bằng không thì, đến 10 thanh kiếm gỗ cũng vô dụng. Bởi vì hắn không có mạng dùng. Dương Diệp vừa dừng lại, mà lúc này, những cường giả chí cảnh cùng hai tên chân cảnh lại lần nữa biến mất, trong chốc lát, chung quanh đều là tàn ảnh, những tàn ảnh này như nước biển bao phủ về phía Dương Diệp. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó hắn lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào, quả cầu năng lượng nhập thể, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức khôi phục đầy, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này những cường giả kia đã đi tới trước mặt. Trầm mặc một cái chớp mắt. Trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí, sau một khắc, một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra. Lục Đinh Thần Hỏa. Lần này, hắn không phải mượn dùng lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa, mà là để Lục Đinh Thần Hỏa mượn nhờ lực lượng của hắn ra tay. Hắn mượn nhờ lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa cùng Lục Đinh Thần Hỏa tự mình ra tay, đó là hoàn toàn khác biệt, thân thể thừa nhận tổn thương cũng khác biệt, bất quá giờ phút này hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể để Lục Đinh Thần Hỏa mượn nhờ thân thể của hắn ra tay. Về phần thân thể có thể chịu được Lục Đinh Thần Hỏa hay không, hắn đã không quản nhiều như vậy. Muốn chết,
kéo những người này cùng chết, sẽ tốt hơn bản thân một người chết. Sau khi lục đinh thần hỏa xuất hiện, toàn bộ thiên cơ thành nhiệt độ lập tức nóng lên, cùng lúc đó, không gian chung quanh Dương Diệp hư ảo, càng ngày càng hư ảo. Thoáng qua, oanh, không gian chung quanh Dương Diệp sụp đổ, những cường giả trí cảnh ở xung quanh Dương Diệp trong nháy mắt bị lục đinh thần hỏa nuốt chừng, mà hai tên cường giả chân cảnh thì liên tục lùi lại. Sắc mặt Dương Diệp vặn vẹo, nói là vặn vẹo, còn không bằng nói dữ tợn, hắn nhìn về chân trời, khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Đốt, đốt rụi thiên cơ thành. Nói xong, lục đinh thần hỏa đột nhiên nổ tung, sau đó hóa thành vô số hỏa diễm kích xạ về phía thiên cơ thành, những nơi thần hỏa đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô, dù là không gian cũng như thế. Lục đinh thần hỏa. Lục đinh thần hỏa lan tràn tốc độ cực nhanh, khi cường giả Dương gia kịp phản ứng, lục đinh thần hỏa đã lan tràn đến toàn bộ thiên cơ thành, trong chốc lát, toàn bộ thiên cơ thành biến thành biển lửa, mà đây chỉ là một cái chớp mắt, bởi vì qua trong giây lát, toàn bộ thiên cơ thành đã bị đốt cháy thành tro. 72 chiến tướng cùng 10 tên hắc y nhân vây quanh Dương Diệp, bị đốt cháy thành hư vô, về phần hai cường giả chân cảnh, đối phương chạy nhanh, thời điểm lục đinh thần hỏa khuếch tán, đối phương đã thối lui, đồng thời liên thủ ngăn cản hỏa diễm, bởi vậy hai người còn sống. Mà đại hỏa còn đang thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cơ thành tàn lụi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, lục đinh thần hỏa bị ép rơi xuống mặt đất, nhưng những ngọn lửa này vừa mới tiếp xúc mặt đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Bất quá rất nhanh, toàn bộ lục đinh thần hỏa biến mất. Dương Diệp đương nhiên muốn tiếp tục để lục đinh thần hỏa đốt cháy hết thảy, nhưng không được. Tiếp tục thiêu xuống, thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Hiện tại mặc dù nhục thân của hắn đã đạt đến chí cảnh, nhưng vẫn không thể tiếp nhận lục đinh thần hỏa quá lâu. Dù sao lực lượng của lục đinh thần hỏa viễn siêu hắn quá nhiều. Giữa sân, An Nam Tĩnh cùng Cùng Kỳ trở lại bên người Dương Diệp, An Nam Tĩnh cầm thương đi tới hỏi. Không có sao chứ? Tiểu tử, đừng nói với ta ngươi muốn treo, C. Cùng Kỳ cũng nói. Mặc kệ là Cùng Kỳ hay An Nam Tĩnh, giờ phút này trong mắt bọn họ đều là vẻ lo lắng. Dương Diệp sử dụng lực lượng vượt qua thân thể của mình phụ tà kỳ, đây nhất định có đại vấn đề. Trầm mặc mấy tức, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hắn huyết hồng, không chỉ như thế, sắc mặt của hắn tái nhợt có chút kinh khủng. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng, đang muốn nuốt vào, đột nhiên hắn ngừng lại. Quả cầu năng lượng, hiện tại hắn chỉ còn lại có hai viên này. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn lấy ra một viên đưa cho An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh trải qua đại chiến, huyền khí trong thân thể tiêu hao 7-8 phần, cũng cần quả cầu năng lượng. Bằng không thì nàng căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ngươi cần hơn. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn và An Nam Tĩnh, sau đó tiểu chảo của Tiểu Bạch quơ quơ, một hạt châu xuất hiện ở trong móng vuốt. Linh châu. Hạt châu trong tay Tiểu Bạch chính là linh châu lúc trước từ linh tộc lấy được. Dương Diệp không hiểu ý tứ của Tiểu Bạch, đang muốn hỏi, đúng lúc này. Hai tiểu chảo của Tiểu Bạch bắt đầu xoa xoa linh châu, theo móng vuốt nàng không ngừng xoa động, vô số linh khí từ trong đó tràn ra, mà lúc này, Tiểu Bạch há mồm khẽ hấp, lập tức những linh khí kia toàn bộ chui vào trong miệng nàng. Sau đó ở trong ánh mắt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, tiểu chảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nhỏ, sau một khắc, nàng há miệng ra, hai hạt châu từ trong miệng nàng bay ra. Quả cầu năng lượng. Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch còn biết tạo ra quả cầu năng lượng. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nắm lên một hạt châu đưa tới trước mặt An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó tiếp nhận hạt châu, nàng do dự một chút nói. Cảm ơn. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, tiểu chảo lắc lắc, biểu thị không cần cảm ơn. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó không nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp cầm lên một quả cầu năng lượng khác, vừa cầm lấy hạt châu. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì năng lượng trong hạt châu này so với quả cầu năng lượng của hắn thì tinh khiết hơn nhiều. Không do dự, hắn trực tiếp nuốt quả cầu năng lượng vào, trong chốc lát, vô số linh khí xuất hiện ở trong cơ thể hắn, rất nhanh, những linh khí này bị Hồng Mông Tháp hấp thu, vô số tử khí từ trong nhỏ vòng xoáy tràn ra, tản vào tứ chi bách hải, chữa trị nhục thể của hắn. Ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, nhục thể của hắn lập tức lấy tốc độ cực nhanh khôi phục.
Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Giúp ta tạo nhiều cái này, được không? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó gật đầu nhỏ, thân hình nàng lóe lên, trở lại trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ở cách đó không xa, lại xuất hiện một lão giả mặc trường bào màu đen, trường bào thật dài, phần đuôi hoàn toàn nằm ở trên mặt đất, ở trong tay là một quải trượng đầu rồng vàng óng, quanh thân quải trượng có từng khối lân phiến thật nhỏ, trên đỉnh thì có một hạt châu sáng chói. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó cũng không phải hạt châu gì, mà là một con mắt. Lão giả này, chính là Dương gia giới luật điện phó điện chủ Dương Cố, ở Dương gia thuộc về nhân vật số 3. Dương Cố nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nguyên bản, chúng ta cảm thấy, 72 chiến tướng, tăng thêm ảnh sát vệ, còn có 3 tên chân cảnh, hoàn toàn có thể đánh chết ngươi. Nhưng không nghĩ tới, không chỉ ảnh sát vệ cùng 72 chiến tướng toàn quân bị diệt, Thiên Cơ Thành cũng bị ngươi hủy, thật không nghĩ tới. Giờ phút này, mặc kệ là Dương Cố hay bọn người Dương Thận, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. 72 chiến tướng cùng 10 tên ảnh sát vệ toàn quân bị diệt. Chuyện này đối với Dương gia là tổn thất cực kỳ to lớn, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, 72 chiến tướng đã không cách nào gây dựng lại. Mặc dù không thể nói nguyên khí đại thương, nhưng đối với Dương gia mà nói, lần tổn thất này, đã coi như thương gân động cốt. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Dương Cố, trầm mặc. 6 tên cường giả chân cảnh. Lúc này Dương Cố lại nói. Nếu như sớm biết ngươi có thực lực như thế, có lẽ chúng ta sẽ đổi một loại phương thức đến đối đãi ngươi. Chuẩn xác mà nói, những người trung lập kia sẽ không để cho chúng ta giết ngươi. Vậy bây giờ thì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Cố nhìn Dương Diệp. Hiện tại ngươi phải chết, coi như chúng ta không giết ngươi. Những người trung lập kia cũng sẽ để ngươi chết. Bởi vì gia tộc sẽ không bỏ mặc một người có địch ý với gia tộc trưởng thành, đặc biệt là ngươi. Nếu ngươi triệt để trưởng thành, tất nhiên sẽ uy hiếp Dương gia ta. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Nguyên bản, ta đối với Dương gia mặc dù không có lòng cảm mến, nhưng cũng không có địch ý. Càng không muốn tới tranh thế tử vị gì, nhưng các ngươi lại bức ta trở về, sau khi bức ta trở về, lại muốn bức ta chết. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua đám người Dương Cố, sau đó lại nói. Hôm nay, Dương gia làm hết thảy, ngày khác, ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Dương Cố nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hiện tại, ngươi càng phải chết. Dương Diệp cười cười. Ta chỉ nói ý nghĩ trong nội tâm mà thôi, bởi vì ta rõ ràng, ta nói hay không, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, không phải sao? Dương Cố nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ chỉ xéo Dương Cố. Ta cảm thấy, nói nhảm gì đó, chúng ta đừng nói nữa. Các ngươi muốn làm như thế nào, hôm nay ta phụng bồi tới cùng. Dương Cố khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ly. Muốn hắn chết, đều đi ra đi. Bằng không thì hôm nay hắn có thể sẽ không chết. Nếu hắn không chết, ngày sau các ngươi sẽ chết. Thanh âm Dương Cố vừa dứt. Một lão di cả áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Cố. Cường giả chân cảnh. Hơn nữa sau khi lão giả áo bào đen xuất hiện, lại có 15 lão giả xuất hiện ở sau người. Ca. Toàn bộ là cường giả nửa bước chân cảnh. 7 tên chân cảnh, thêm 15 tên nửa bước chân cảnh. Cái đội hình này, mặc dù không phải toàn bộ lực lượng của Dương gia, nhưng cũng tương đương với 7 thành lực lượng của Dương gia. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Tiểu tử, người đời trước tạo cái nghiệt gì? Người trở về nhà, lại có nhiều người muốn ngươi chết như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Dương Cố, hắn cũng không nghĩ tới Dương gia lại có nhiều người muốn hắn chết như vậy. Mặc dù hắn không biết những người này, nhưng không hề nghi ngờ, những người này ở Dương gia địa vị khẳng định không thấp. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nhìn về phía đám người Dương Cố, sau đó nói. Ta thật không rõ, người Dương gia các ngươi có phải đầu đều bị cửa kẹp hay không? Các ngươi biết tiểu tử này thân phận là gì sao? Tiểu tử này không chỉ có đại khí vận, còn có đại nhân quả. Có thể nói, có hắn, Dương gia các ngươi ngày sau đừng nói thế ra gì, ngay cả liệt vào tiên ban, lên phong thần bảng cũng có thể. Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên tăng lớn. Nhưng các ngươi lại muốn giết hắn, các ngươi những đầu heo này, giết hắn, ngày sau Dương gia các ngươi sẽ bị người tàn sát. Lúc này Dương Diệp nói. Cùng Kỳ lão huynh. Ý của ngươi là nói,
ta có chỗ dựa. Nói nhảm, Cùng Kỳ tức giận nói. Tiểu tử ngươi chỗ dựa rất lớn, ta cho ngươi biết, nếu ngươi chết rồi, khẳng định có người báo thù cho ngươi. Cho nên không cần sợ chết, bởi vì đến lúc đó khẳng định sẽ có người để Dương gia chôn cùng ngươi. Dương Diệp. Lúc này Cùng Kỳ lại nói. Ngươi không chỉ thu được vật kia tán thành, còn thu được chủ nhân cũ của nó tán thành, đồng thời hắn lại cho ngươi một nhiệm vụ, biết điều này có ý vị gì không? Ý nghĩa hắn nguyện cùng ngươi có nhân quả, nói nghiêm túc một chút là, ngươi xem như đệ tử cách thế của hắn. Nếu ngươi chết, hắn khẳng định sẽ báo thù cho ngươi. Dương Diệp nhếch miệng. Báo thù có cái chứng dùng, hiện tại không để cho ta chết mới là đứng đắn. Cùng Kỳ lắc đầu. Dùng thực lực của hắn, hẳn đã sớm có khả năng cảm ứng được ngươi đến hệ ngân hà. Sở dĩ không có đi ra tìm ngươi, có thể là đang bế quan, cũng có thể là bị chuyện khác gì trì hoãn. Buồn cười. Đúng lúc này, xa xa Dương Cố đột nhiên nói. Để cho Dương gia ta chôn cùng hắn, thật là buồn cười đến cực điểm. Ngươi! Buồn cười con mẹ ngươi! Cùng Kỳ đột nhiên nổi giận mắng. Lão tử không nói chuyện với thằng ngu như ngươi, miễn cho làm thấp trí thông minh của lão tử. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ở chỗ này chiến, người bại lộ át chủ bài càng nhiều, nhận, đãi ngộ, lại càng tốt, cho nên rút lui đi. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người xuất hiện trên lưng ở Cùng Kỳ. Song chảo của Cùng Kỳ bỗng nhiên vỗ không gian trước mặt, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh tới chân trời. Nhìn thấy Cùng Kỳ rút lui, khóe miệng Dương Cố nổi lên vẻ cười lạnh. Đi được sao? Nói xong. Oanh! Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn, màn sáng mới vừa xuất hiện, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong đó nghiền ép xuống. Bành! Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp và An Nam Tĩnh trực tiếp bị oanh xuống, thoáng qua. Bành! Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp và An Nam Tĩnh trở lại vị trí cũ. Mà lúc này, đám người Dương Cổ đã xuất hiện ở bốn phía bọn hắn. 7 tên chân cảnh, 15 tên nửa bước chân cảnh. Sắc mặt Dương Diệp trầm thấp như nước, đội hình này của Dương gia đã hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi cực hạn là đánh mấy cái? Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh mấy cái? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nếu không, ngươi đánh 5 cái. Ta cho ngươi cơ hội nghĩ liên. Sát! Khóe mắt Cùng Kỳ co rúm, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ta vẫn là đánh giá thấp sự vô sỉ của ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Dư Hồ Di Cổ nói. 5 cái không đánh được, ta ngăn chặn cho ngươi 3 cái, còn lại, ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng xê đột nhiên từ trong thân thể Cùng Kỳ bừng lên, sau khi cỗ khí tức này xuất hiện, không gian lập tức chập trùng. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, thân thể Cùng Kỳ càng lúc càng lớn, không đến 3 hơi, hình thể hắn đã cao tới gần ngàn trượng, đặc biệt là hai cánh triển khai, có thể che khuất bầu trời. Trừ cái đó ra, trên lưng Cùng Kỳ xuất hiện rất nhiều gai ngược bén nhọn, những gai ngược này, mỗi một cái đều dài khoảng chừng mấy trượng. Thú biến. Thần thông thuật của Cùng Kỳ. Nhìn thấy Cùng Kỳ thú biến, thần sắc của đám người Dương Cố lập tức ngưng trọng lên. Lúc này, hai cánh của Cùng Kỳ đột nhiên vỗ một cái, trong chốc lát, không gian chung quanh bóp méo, sau một khắc, bản thể hắn trực tiếp tiêu thất, đụng về phía đám người Dương Cố, lực lượng cường đại cùng tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không gian băng liệt. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời trở thành một màu đen kịt. Giờ khắc này, thần sắc đám người Dương Cố càng thêm ngưng trọng. Thoáng qua, 7 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời, 7 đạo khí tức ép thẳng đến Cùng Kỳ. Oanh! Khí tức của Cùng Kỳ cùng 7 đạo khí tức kia vừa mới tiếp xúc, toàn bộ chân trời lập tức run lên kịch liệt, ngay sau đó, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt sụp đổ thành hắc động đen kịt, mà đúng lúc này, Dương Cố đột nhiên hoảng hốt. Cẩn thận! Thanh âm của hắn vừa dứt, chỉ thấy một đạo kiếm quang không ngừng hiện lên. Ngay sau đó, a! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời điểm Cùng Kỳ đập nát không gian, Dương Diệp lập tức ra tay. Bởi vì ở trong hắc động, ám chi pháp tắc của hắn uy lực sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần, tăng thêm kiếm ý bất khuất cùng sát ý bất khuất, còn có kiếm gỗ. Lúc kia, là thời điểm thực lực của hắn đỉnh phong nhất.
Tiếng kêu thêm thiết vang vọng. Nhanh chữa trị không gian. Giữa sân vang lên thanh âm của Dương Cố, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Rất nhanh, không gian ở dưới 7 tên cường giả chân cảnh liên thủ chữa trị khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, trên mặt đất đã nằm xuống 5 bộ thi thể. 5 bộ thi thể này, toàn bộ đều là nửa bước chân cảnh. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Cố âm trầm xuống, mà lúc này, xa xa Cùng Kỳ lần nữa đánh về phía bọn hắn, nhìn thấy một màn này, Dương Cố biến sắc nói. Dương Thận, người vững chắc không gian, hai thống lĩnh ảnh vệ, các người kiềm chế Dương Diệp, Dương Mục, người ứng phó nữ tử kia, đừng nương tay, bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết nàng. Người còn lại cùng ta vây giết con thú này. Nói xong, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, chiến trường bị chia cắt. Không gian không cách nào vỡ nát, Dương Diệp cũng không cách nào miểu sát đối thủ. Nếu đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ. Đáng tiếc là, người ta căn bản sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu. Hai tên chân cảnh xuất hiện ở trước sau hắn, ngay sau đó hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn tới yết hầu cùng phần gáy của hắn. Cùng lúc đó, còn dư lại 10 tên cường giả nửa bước chân cảnh cũng dồn dập ra tay, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị bao vây lại tầng tầng lớp lớp. Hàn quang đánh tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, giơ kiếm quét ngang. Oanh! Lực lượng cường đại trong kiếm gỗ trực tiếp đẩy lui hai tên cường giả chân cảnh, nhưng thân thể của hắn cũng run lên kịch liệt, bởi vì hai tên cường giả chân cảnh này lực lượng quá mạnh. Vừa đẩy lui hai tên cường giả chân cảnh, lúc này 10 cường giả nửa bước chân cảnh khác đã đi tới bốn phía, sau đó 10 đạo khí tức cường đại ép tới. Oanh! Kiếm ý bất khuất từ trong thân thể Dương Diệp tràn ra, ngay sau đó kiếm quang hiện lên. Không có không gian hắc động, hắn không cách nào miểu sát nửa bước chân cảnh. Phải nói, vừa mới khai chiến, hắn đã bị áp chế. Hai tên chân cảnh, tăng thêm 10 tên nửa bước chân cảnh, cái đội hình này, căn bản không phải hắn có khả năng đơn đấu. Nếu như không phải ỷ vào kiếm gỗ, sợ rằng hắn đã bị đánh sức hoàn thủ cũng không có. Bởi vì có kiếm gỗ, chỗ kiếm gỗ qua, đánh đâu thắng đó, bởi vậy hắn có khả năng miễn cưỡng đối kháng. Mặc dù Cùng Kỳ đã thu biến, nhưng đối thủ của hắn là 3 tên cường giả chân cảnh. Bởi vậy hắn không có chiếm thượng phong, phải nói hắn cũng bị áp chế. Bất quá tốc độ hắn cực nhanh, tăng thêm phòng ngự lại mạnh, bởi vậy còn có thể chống đỡ. Không chỉ Cùng Kỳ và Dương Diệp bị áp chế, ngay cả An Nam Tính cũng bị áp chế, đối thủ của nàng là Dương Mục, mà Long Ấn trong tay Dương Mục lại là chân cảnh. Bởi vậy giờ phút này nàng cũng bị Dương Mục áp chế, bất quá Dương Mục không có chiếm được tiện nghi, bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tính cực kỳ cao, làm cho hắn căn bản không có cơ hội làm bị thương nàng. Nói tóm lại, đám người Dương Diệp ở vào hạ phong. Mà nơi này là Dương gia, có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ càng ngày càng bất lợi. Dương Diệp tự nhiên biết điểm ấy, đáng tiếc là, hiện tại hắn không thể thay đổi cái gì. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, trên người Dương Diệp đã xuất hiện mấy vết thương, tiên huyết không ngừng tràn ra, bất quá hắn lại chém giết 5 tên nửa bước chân cảnh, hiện tại vây công hắn, chỉ có 2 tên chân cảnh cùng 5 tên nửa bước chân cảnh. Mặc dù người ít, nhưng Dương Diệp cũng không nhẹ nhõm, bởi vì lúc này hắn đã bị trọng thương. Oanh! Đột nhiên, theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng, hắn vừa dừng lại. Tiên huyết từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Nơi xa, hai tên cường giả chân cảnh muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Có chút quá mức rồi. Nói xong, một trung niên nam tử xuất hiện ở bên người Dương Diệp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, xa xa hai tên hắc y nhân chân cảnh cùng 5 tên cường giả còn lại lập tức ngừng tay. Nam tử ở trước mặt Dương Diệp này, chính là thống lĩnh 72 chiến tướng Dương Chân. Theo Dương Chân xuất hiện, chiến đấu toàn bộ ngừng lại. Nơi xa, Dương Cố nhìn Dương Chân hồi lâu, sau đó nói. Cần gì vì người này, để cho Dương gia ta nội chiến. Dương Chân đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Cố. Hắn không phải người Dương gia sao? Trên người hắn không phải huyết mạch Dương gia ta sao? Dương Cố trầm mặc. Dương Chân lại nói. Ta biết, vì cái gì các ngươi muốn hắn chết. Đơn giản là sợ hắn ngày sau trả thù các ngươi. Rất lý giải, thật rất lý giải, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a. Nói đến đây, hắn khẽ nở nụ cười. Thế nhưng các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vì giết một luân hồi cảnh,
vậy mà không tiếc xuất động 7 tên cường giả chân cảnh. Nếu việc này truyền đi, sẽ để cho người khác cười mất răng hàm. Dương Cố nhìn Dương Chân. Ngươi hẳn rõ ràng, ngoại trừ chúng ta, còn có ai muốn hắn chết? Đương nhiên biết rõ. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nếu như không có vị kia cho phép, các ngươi làm sao dám làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cho nên ngươi còn muốn cản sao? Dương Cố nói. Dương Chân không nói gì, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp nói. Lúc trước cứu ta và An Nam Tĩnh là ngươi, đúng không? Dương Chân không có trả lời, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi rất giống phụ thân ngươi, không chỉ dung mạo, tính cách cũng giống. Đương nhiên, hắn không có điên như ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, Dương Chân lại nói. Ta là thủ hạ của phụ thân ngươi, đương nhiên, năm đó hắn không coi ta là thủ hạ. Hắn đã từng nói cho ta biết. Hắn muốn để Dương gia trở thành hệ ngân hà trung thiên vũ trụ đệ nhất thế gia, không chỉ như thế, còn muốn mang Dương gia lên đại thiên vũ trụ. Nhưng, nói đến đây, hắn lắc đầu, sau đó nói. Đáng tiếc thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện biến cố. Sự tình phía sau, ngươi cũng biết. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phụ thân hắn, có lỗi với Dương gia sao? Mà hắn... có lỗi với Dương gia sao? Vì sao Dương gia đối đãi cha hắn con như thế? Phía chân trời, không có trả lời. Lúc này Dương Chân lại nói. Dương Lân, Dương Qua Vũ, lúc trước hai người các ngươi nhận qua ân tình của hắn, như thế nào, giờ đây thật muốn thấy chết không cứu, nhìn nhi tử của hắn chết ở chỗ này sao? Trầm mặc hồi lâu, một lão giả cùng một trung niên xuất hiện ở cách Dương Chân không xa. Lão giả cùng nam tử trung niên chính là trưởng lão điện điện chủ Dương Lân cùng Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Dương Lân khẽ lắc đầu. Dương Chân, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nhìn Dương Lân. Năm đó tình nghĩa, thật đều quên sạch sao? Dương Lân trầm mặc. Dương Chân nhìn về phía Dương Qua Vũ, sau đó nói. Năm đó ngươi ở bên ngoài kém chút bị người vây giết, là ai cứu ngươi? Dương Qua Vũ trầm mặc. Lúc này, Dương Chân đột nhiên nở nụ cười. Minh bạch, thật minh bạch, vua nào thần nấy. Hơn nữa giờ đây các ngươi ở Dương gia nắm giữ chức vị cao, đã không phải là mấy chiến tướng ở bên người đại ca. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Các ngươi vẫn là các ngươi, chỉ là, đại ca đã không còn, tình cảm năm đó cũng không còn. Lúc này Dương Lân nói. Chúng ta sẽ không ra tay với hắn, nhưng giúp hắn, thật có lỗi. Nếu như chúng ta xuất thủ tương trợ, Dương gia sẽ thật nội loạn. Nói xong, hắn cùng Dương Qua Vũ tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Chân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Đi đi, đừng để Dương gia tìm được ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Đi không nổi. Dương Chân lạnh nhạt nói. Còn lại giao cho ta, các ngươi đi đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Chân, sau đó nói. Đa tạ. Nói xong, hắn cùng An Nam Tĩnh đi tới trên lưng cùng kỳ không chút do dự, hai cánh vỗ mạnh, trong chốc lát, hắn trực tiếp hóa thành một cột sáng màu đen bắn mạnh tới chân trời. Đám người Dương Cố muốn truy, nhưng lúc này, Dương Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tránh ra! Dương Cố âm trầm nói. Khóe miệng Dương Chân nổi lên nụ cười, sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng kết, ngay sau đó, phần bụng hắn đột nhiên bành trướng lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Cố đại biến. Tự bạo, người điên rồi. Tự bạo, chân cảnh tự bạo. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Chân lại muốn tự bạo, phải biết, tu luyện tới chân cảnh, sao mà khó. Mà bây giờ, Dương Chân vì muốn cứu Dương Diệp tự bạo. Khí tức kinh khủng như sóng chiều không ngừng từ trong thân thể Dương Chân tuôn ra, đám người Dương Cố không dám ngạnh kháng, dồn dập lui lại. Cường giả chân cảnh tự bạo. Mặc dù bọn hắn không chết, nhưng tuyệt đối có thể làm bị thương bọn hắn, mà một khi bọn hắn bị trọng thương, vậy bọn hắn cũng không dám đuổi theo Dương Diệp. Phải biết, Dương Diệp cũng không phải đèn đã cạn dầu. Giữa sân, Dương Chân ngẩng đầu nhìn phía Dương Diệp càng ngày càng xa, sau đó nói. Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Thoáng qua, oanh, một âm thanh nổ vang toàn bộ thiên cơ thành, không gian xung quanh Dương Chân trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, kỉ nửa cái hô hấp, gần 10 vạn dặm không gian sụp đổ thành hắc động.
mà cái này còn đang lan tràn. Bất quá lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, tốc độ không gian sụp đổ lập tức ngừng lại, ngay sau đó, không gian trong sân bắt đầu chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Ba hơi sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Cùng Kỳ và Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh đã trốn ra Thiên Hư Đại Lục, đi tới tinh không. Trên lưng Cùng Kỳ, Dương Diệp trầm mặc không nói, tâm tình có chút phức tạp. Sự tình Dương Chân tự bạo, hắn tự nhiên biết, hắn không nghĩ tới Dương Chân vì cứu hắn, vậy mà không tiếc tự bạo. Đương nhiên, đây nhất định là bởi vì phụ thân hắn. Tiểu tử, chúng ta đi không được nữa. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, không gian nơi đó đột nhiên rung động, thời gian dần trôi qua, một cái đại thủ màu đen từ trong đó chui ra, sau một khắc, hắc thủ đánh thẳng đến đám người Dương Diệp. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, không chỉ Dương Diệp, thần sắc của An Nam Tĩnh và Cùng Kỳ cũng ngưng trọng lên. Liên thủ, Cùng Kỳ trầm giọng nói. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc, An Nam Tĩnh tay cầm Liệt Thiên ném một cái. Xuy, Liệt Thiên vạch phá bầu trời, kích xạ về phía cánh tay kia, khi đi tới trước mặt bàn tay khổng lồ 10 trượng, vô số thương ảnh đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Liệt Thiên, trọn vẹn không dưới nghìn đạo. Rất nhanh, những thương ảnh này cùng Liệt Thiên đánh vào bàn tay khổng lồ. Oanh, vừa mới tiếp xúc, thương ảnh ầm vang tiêu tán. Liệt Thiên cũng bị lực lượng trong cự thủ oanh bay ngược trở lại trong tay An Nam Tĩnh. Thời điểm Liệt Thiên trở lại trong tay An Nam Tĩnh, lực lượng cường đại trấn An Nam Tĩnh ra ngoài ngàn trượng. Mà bàn tay khổng lồ kia chỉ hư ảo một chút mà thôi. Lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, chỗ kiếm quang đến, không gian bị xé nát bấy, nhưng khi đánh vào cự thủ, kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp và An Nam Tĩnh lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp đâm vào bàn tay khổng lồ. Oanh! Cự thủ run lên kịch liệt, ầm vang vỡ vụn, mà Cùng Kỳ cũng bị chấn lùi lại mấy ngàn trượng. Mà lúc này, đám người Dương Cổ đã xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Bị đuổi kịp. Dương Cố lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đến loại phân thượng này, Dương gia ta làm sao sẽ để cho ngươi đào tẩu? Đánh hổ không chết cuối cùng thành hoạn. Đạo lý này, chúng ta vẫn hiểu. Vì vây giết Dương Diệp, Dương gia bỏ ra rất nhiều. Nếu như vẫn để Dương Diệp đào tẩu, không nói trước vấn đề mặt mũi, dùng thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp, tương lai Dương Diệp tất nhiên sẽ trở thành đại địch của Dương gia. Nơi xa, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt kiếm gỗ, đang muốn ra tay, lúc này thanh âm của Cùng Kỳ đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, cẩn thận chút, trong bóng tối còn có cường giả. Người trốn ở trong tối kia, mạnh hơn những người trước mắt này rất nhiều, chớ khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Cố. Nếu như ta không đoán sai, lúc này các ngươi đều thụ thương. Các ngươi không phải cũng thụ thương sao? Dương Cố lạnh nhạt nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, sau một khắc, song chảo của Cùng Kỳ bỗng nhiên vỗ một cái. Oanh! Lực lượng cường đại của Cùng Kỳ làm cho mấy vạn trượng không gian ầm vang sụp đổ, thời điểm không gian sụp đổ, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở giữa. Sân. Thời điểm không gian sụp đổ một cái chớp mắt, sắc mặt đám người Dương Cổ đại biến. Dương Diệp không dùng không gian hắc động trợ giúp, mặc dù cũng đáng sợ, nhưng không có cực kỳ đáng sợ, nhưng một khi có không gian hắc động trợ giúp, tăng thêm kiếm gỗ cùng hai loại ý cảnh bất khuất. Như vậy chiến lực của Dương Diệp sẽ trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, thời điểm nhìn thấy không gian sụp đổ, đám người Dương Cố vội vàng ra tay chữa trị không gian, ở dưới 7 người liên thủ, không gian một thoáng đã khôi phục. Nhưng sắc mặt đám người Dương Cổ càng thêm khó coi. Bởi vì lúc này bọn hắn thiếu mất một người, người thiếu này, chính là Hắc Y Nhân ám vệ. Mà ở chỗ ngực của Dương Diệp, cắm một cây chủy thủ. Chuôi chủy thủ này chính là Hắc Y Nhân kia lâm thời phản công gây ra. Đây cũng là cái giá ồ khi Dương Diệp tru sát Hắc Y Nhân, bởi vì vừa rồi ở trong chớp mắt kia, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà lựa chọn dùng thương đổi mệnh. Nếu như hắn không tuyển chọn dùng thương đổi mệnh, mà lựa chọn phòng ngự, vậy hắn không thể giết được cường giả chân cảnh kia.
Dù sao bên cạnh có Sako cường giả chân cảnh, chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu thời gian, hắn sẽ không cách nào đánh giết người kia. Mặc dù trước ngực đâm một cây chủy thủ, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, tình huống khá tốt, dù sao nhục thể của hắn rất mạnh, hắc y nhân kia lâm thời phản công, cũng không có khả năng thuận lợi xuyên qua da của hắn cắm vào trái tim, tăng thêm hắn có hồng mông tử khí, cho nên một đao kia đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy Dương Diệp thuấn sát một tên cường giả chân cảnh, thần sắc đám người Dương Cố vô cùng khó coi. Đồng thời, trong lòng cũng cực kỳ đề phòng lên. Dương Diệp nhìn đao trước ngực mình, hắn nắm chặt chuôi đao chậm rãi rút ra, vừa rút ra, một đạo tiên huyết lập tức từ ngực bắn ra. Bất quá rất nhanh, vết thương trước ngực hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Dương Cố càng thêm khó coi. Năng lực tự lành của Dương Diệp so với ám chi pháp tắc càng khủng bố hơn, nếu như là người bình thường, đánh lâu như vậy, coi như mài cũng có thể mài chết. Nhưng bọn hắn cùng Dương Diệp đánh tới hiện tại, Dương Diệp không chỉ không có bị mài chết, ngược lại bọn hắn bị mài gần chết. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên vung chảo vỗ không gian, trong chốc lát, ở dưới lực lượng cường đại của Cùng Kỳ chấn động, không gian chung quanh được chữa trị trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Dương Cổ lập tức kịch biến. Không gian phía ngoài không có kiên cố như không gian ở Dương gia, cho nên Cùng Kỳ có thể dễ như trở bàn tay để mấy vạn dặm không gian sụp đổ, mà một khi không gian sụp đổ, thực lực của Dương Diệp sẽ mạnh đến một trình độ làm cho người giận sôi. Thời điểm không gian sụp đổ, Dương Diệp liền tiêu thất ngay tại chỗ, không chỉ Dương Diệp tiêu thất, An Nam Tĩnh cũng tay cầm Liệt Thiên ném một cái. Xuy, Liệt Thiên phá không, những nơi đi qua, không gian hắc động càng bóp méo. Thời điểm Liệt Thiên bị An Nam Tĩnh ném ra, một đạo kiếm quang lóe lên. Cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trong hắc động chấn ra. Ầm 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 ầm, toàn bộ hắc động bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như động đất. Ba hơi sau, hết thảy khôi phục bình thường. Mà lúc này, đám người Dương Cố đã chỉ còn lại 5 người. Lại một người bị giết. Người bị giết kia, chính là một ám vệ khác. Sắc mặt đám người Dương Cổ càng thêm khó coi, ngoại trừ khó coi, còn có kiêng kỵ. Chân chính kiêng kỵ. Nơi này không phải Dương gia, không gian có khả năng tùy tiện vỡ vụn, hơn nữa bọn hắn cũng không thể lợi dụng trận pháp gia cố không gian xung quanh. Bởi vậy Cùng Kỳ và Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh liên thủ, đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Dương Cố, thời gian dần trôi qua, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ cười lạnh, sau một khắc, Cùng Kỳ xuất thủ lần nữa, lực lượng cường đại của hắn trực tiếp chấn không gian chung quanh sụp đổ yên diệt. Thời điểm Cùng Kỳ rung sụp không gian, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lập tức ra tay, ngay thời điểm bọn hắn tiến vào không gian hắc động đột nhiên yên tĩnh trở lại, không chỉ không gian hắc động yên tĩnh trở lại, giữa sân hết thảy đều tĩnh lặng lại. Thoáng qua, một cự thủ màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong hắc động, trong chốc lát. Oanh! Một âm thanh nổ vang vang lên, thoáng qua, không gian hoàn toàn khôi phục bình thường, mà lúc này, Cùng Kỳ, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã thối lui đến hơn mấy ngàn trượng. Không chỉ như thế, lúc này cự thủ màu đen đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu ba người Dương Diệp. Đầu Cùng Kỳ đã lõm vào trong, khóe miệng Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đều chảy máu, hiển nhiên, vừa rồi bàn tay khổng lồ kia làm cho ba người bị thương. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía không gian xa xa, cười gằn nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là Dương gia gia chủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tay cầm kiếm gỗ trực chỉ vùng không gian kia. Chớ con mẹ nó nhiều lời. Chúng ta trực tiếp một chút, đi ra chiến. 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 Thanh âm của Dương Diệp tựa như sấm rền vang lên. Thoáng qua, giữa sân yên tĩnh trở lại. Ước chừng 5 hơi sau, đột nhiên vùng không gian kia nhẹ nhàng run lên, ngay sau đó một trung niên nam tử từ trong đó đi. Ra. Nam tử mặc hoa bào, áo choàng dài. Tay phải thả lỏng phía sau, ở trong tay trái nắm một cuốn sách, nhìn từ ngoài, hắn tựa như một thư sinh. Nhưng hắn không phải thư sinh gì, mà là Dương gia gia chủ Dương Tiêu. Cũng là một trong mấy người mạnh nhất phiến thiên địa này. Nhìn thấy Dương Tiêu, đám người Dương Cổ vội vàng thi lễ, sau đó nói. Gặp qua gia chủ. Dương Tiêu khẽ gật đầu,
sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cùng phụ thân ngươi, rất giống. Bất quá, phụ thân ngươi không có ác như ngươi, cực đoan như ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói. Dương Tiêu nói. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi, ta còn không đến mức đi so đo với một vãn bối. Nhưng ta nhìn thấy, không phải như vậy. Dương Diệp nói. Dương Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó nói. Mặc dù ta chưa nghĩ tới muốn giết ngươi, nhưng trong gia tộc có thật nhiều người muốn ngươi chết. Những người kia, đều là đi theo ta, nếu như ta bảo đảm ngươi, bọn hắn nhất định sẽ tâm tồn khúc mắc, cho nên, ta lựa chọn bỏ mặc bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Thế nhưng ta không nghĩ tới, bọn hắn nhiều cường giả như vậy, vẫn không có khả năng giết được ngươi. Dương Diệp cười nói. Sau đó ngươi tự mình xuất thủ. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp. Đến loại trình độ này, ngươi phải chết. Mặc dù ta không sợ ngươi, nhưng không hy vọng ngày sau Dương gia thêm ra một địch nhân tiềm ẩn. Đương nhiên, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hai hồn ba phách, ta không giết ngươi. Giao ra hai hồn ba phách. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tiêu nói. Ta cảm thấy ngươi sẽ không giao. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chuyện đến nước này, ta đã biết rõ. Cho nên, nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, sau đó lại nói. Ta muốn kiến thức cường giả đứng đầu thế giới này một chút. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Như ngươi mong muốn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Kiếm quang lóe, không gian xé rách. Thoáng qua, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Tiêu, kiếm gỗ trong tay hắn ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp chấn không gian xung quanh Dương Tiêu rạn nứt, bất quá thoáng qua, những không gian này khôi phục bình tĩnh, sau đó kiếm của Dương Diệp cũng không thể chấn động không gian chung quanh Dương Tiêu. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên bấm tay điểm ra. Một chỉ này, trực tiếp điểm ở trên mũi kiếm gỗ của Dương Diệp. Đang! Một thanh âm thanh thúy vang lên, theo thanh âm này vang lên, không gian chung quanh trong nháy mắt rạn nứt, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, cả người Dương Diệp mang kiếm bị chấn đến bên ngoài 5.000 trượng. Dương Diệp vừa mới dừng lại, một vòng tiên huyết không ngừng từ khóe miệng hắn tràn ra, cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn đã rạn nứt, tiên huyết liên tục không ngừng tràn ra. Không đến một hồi, toàn bộ cánh tay của hắn đã biến thành huyết hồng. Nơi xa, Dương Tiêu nhìn ngón tay của mình, ngón tay đã rạn nứt. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Không hổ là chuôi kiếm này, vạn vật có thể đả thương. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, lúc này Dương Tiêu nói. Thấy được chưa? Dương Diệp nói. Còn muốn kiến thức một chút. Thanh âm rơi xuống, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nhất kiếm luân hồi. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Tiêu đột nhiên điểm ra một chỉ, vạch, không gian trước mặt hắn run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo gợn sóng chấn động ra. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói. Mặc dù ngươi có khả năng chém giết chân cảnh, kỳ thực là miệng cọp gan thỏ. Bởi vì thực lực của ngươi bây giờ, là dựa vào ngoại vật gia trì. Đơn giản mà nói, là kiếm của ngươi mạnh, mà không phải ngươi mạnh mẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Dương Tiêu nói không sai. Nhưng hắn có biện pháp, có lựa chọn sao? Không có. Những người trước mặt hắn này, cảnh giới đều cao hơn hẳn, không chỉ cảnh giới cao hơn hắn, người còn nhiều hơn hắn. Hắn không dựa vào ngoại vật, dựa vào cái gì? Mặc dù hắn chém giết cường giả chân cảnh, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, đây không phải thực lực chân chính của hắn. Như Dương Tiêu nói, hắn có kiếm gỗ trong tay, mới có thể chém giết cường giả chân cảnh. Đơn giản mà nói, tâm tình của hắn một mực trưng bày rất tốt. Đúng lúc này, Dương Tiêu đột nhiên bước ra một bước, sau đó nói. Ân oán trước kia, hôm nay dùng cái chết của ngươi đến kết thúc. Nói xong, hắn chỉ về phía Dương Diệp. Vạch, oanh, một cỗ lực lượng cường đại như gió bão bao phủ về phía Dương Diệp, những nơi đi qua, không gian bóp méo. Không chỉ như thế, ở dưới cỗ lực lượng này lôi kéo, phương viên mấy vạn trượng bị kéo thành hình dạng quỷ dị. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại,
trong mắt lóe lên lệ khí, sau một khắc, kiếm ý trong thân thể điên cuồng tuôn ra, kiếm ý mới vừa xuất hiện, toàn bộ bị kiếm gỗ trong tay hắn hấp thu. Sau khi kiếm ý tràn vào, kiếm gỗ trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Thời điểm lực lượng kia đi vào trước mặt hắn không sai biệt lắm ba trượng, kiếm gỗ đột nhiên cắm vào cổ sao, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên rút kiếm chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, thoáng qua. Oanh! Hai cỗ lực lượng ở trước mặt Dương Diệp nổ tung, trong chốc lát, mấy vạn trượng không gian xung quanh Dương Diệp sụp đổ. Mà thời điểm không gian sụp đổ, xa xa lông mày Dương Tiêu đột nhiên nhíu lại, sau đó tay phải hắn nắm chắc thành quyền, oanh một cái. Oanh! Vùng không gian kia đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, không gian hắc động trước mặt hắn nổ tung, hắn thì lùi lại gần trăm trượng, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hai mắt Dương Tiêu nhíu lại, nắm đấm hắn đột nhiên mở ra, thời điểm nắm đấm mở ra, một cỗ khí thế cường đại từ sau lưng hắn chấn động ra. Oanh! Kiếm quang tiêu tán, một bóng người bay ra ngoài. Dương Tiêu cũng không có truy kích, tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ, trong chốc lát, không gian sụp đổ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sau khi không gian khôi phục bình thường, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Ám chi pháp tắc, xác thực rất không tệ, nhưng đáng tiếc, với ta mà nói, còn xa xa không đủ. Nơi xa, Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau một khắc, linh hồn hắn từ trong cơ thể vọt ra, ở trong tay linh hồn thể là thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ đang rung động, vô số kiếm ý điên cuồng tràn vào trong đó, từng tiếng kiếm minh không ngừng vang lên. Sau một khắc, linh hồn Dương Diệp cùng kiếm trong tay tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, lông mày Dương Tiêu hơi nhíu lại, sau đó hắn lui về sau một bước, vừa lui một bước, một thanh kiếm liền xuất hiện ở cách mi tâm hắn ba tấc, bất quá chuôi kiếm này lại không cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì có hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm. Đúng lúc này, hai tay Dương Diệp nắm kiếm gỗ bỗng nhiên xoay tròn. Oanh! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, Dương Tiêu bị đẩy lui mấy chục trượng. Mà lúc này, linh hồn Dương Diệp đã trở lại nhục thân của mình. Hắn tự nhiên không dám để cho linh hồn ở bên ngoài quá lâu, phải biết bên cạnh còn có đám người Dương Cố, nếu như đối phương đột nhiên đánh lén nhục thân hắn, vậy liền xong đời. Nơi xa, Dương Tiêu nhìn bàn tay của mình, ở lòng bàn tay có một kiếm động, tiên huyết không ngừng từ trong đó tràn ra, bởi vậy giờ phút này bàn tay của hắn đã là huyết sắc. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chiêu này không tệ, đáng tiếc, còn chưa đủ. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát, không gian trước mặt hắn như thủy triều xốc về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, hai tay nắm kiếm gỗ bổ một phát. Oanh! Một kiếm ra, không gian trước mặt hắn bị xé rách, nhưng trong những không gian kia ẩn chứa lực lượng cường đại chấn hắn đến hơn mấy ngàn trượng, vừa mới dừng lại, trong miệng hắn phun mấy ngụm tinh huyết. Lúc này, Dương Tiêu chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ngươi không phải muốn kiến thức cường giả đứng đầu nhất của thế giới này một thoáng sao? Hiện tại thấy được, có cảm tưởng gì? Nơi xa, Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu. Cũng bất quá như thế. Dương Tiêu dừng bước lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi bây giờ, ngũ tạng đều nứt, huyền khí còn thừa không có mấy, nhục thân băng liệt, đừng nói ta, tùy tiện một người cũng có thể tùy tiện tru sát ngươi. Thử một chút. Dương Diệp nói. Dương Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Dương Cố. Trong đám người, một lão giả đột nhiên vọt ra, không nói nhảm, lão giả vọt tới Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh cùng Cùng Kỳ muốn ra tay, nhưng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên ngăn trở An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không hiểu, nhìn về phía Cùng Kỳ khẽ lắc đầu. Nha đầu, lui lại. An Nam Tĩnh nhíu mày, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nơi xa, tay trái Dương Diệp đột nhiên xốc lên ống tay áo tay phải, ở cổ tay phải, có một tấm phù lục màu vàng. Tay trái hắn nắm một góc phù lục, rất nhanh, tấm phù lục màu vàng kia chậm rãi bị hắn nhấc lên. Thời điểm phù lục màu vàng bị xốc lên, sắc mặt Dương Diệp bóp méo, cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên rung động kịch liệt. Mà lúc này, lão giả chân cảnh kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp. A! À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giữa sân, sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Ở trong tay phải Dương Diệp, mang theo một cái đầu người trợn tròn mắt, cái đầu người này,
chính là cường giả chân cảnh vừa rồi kia. Giờ phút này trên tay Dương Diệp, nhiều thêm một cái hộ tí màu hoàng kim. Ở trên hộ tí, có một chữ, hình, thật nhỏ. Cái tay này đang run rẩy, kịch liệt run rẩy. Mà Dương Diệp thì khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, phảng phất như tiếp nhận thống khổ cực lớn. Đó là cái gì? Bên người cùng kỳ, An Nam Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay phải của Dương Diệp, hỏi. Cùng kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Cánh tay chiến thần, đã từng đánh khắp lục hợp bát hoang. Chiến thần, lợi hại không? An Nam Tĩnh hỏi. Cùng kỳ nhẹ gật đầu. Rất lợi hại. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp cầm theo đầu người trong tay chậm rãi đi về phía đám người Dương Tiêu. Khi đi đến trước mặt đám người Dương Tiêu tầm 10 trượng, hắn tiện tay quăng ra, đầu người trong tay rơi vào trước mặt Dương Tiêu đám người, sau đó nói. Nguyên lai, chân cảnh yếu như vậy. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp một lát, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên tay phải của Dương Diệp, không chỉ hắn, ánh mắt đám người Dương Cổ cũng rơi vào trên cánh tay phải của Dương Diệp. Không hề nghi ngờ, sở dĩ thực lực Dương Diệp tăng lên tới mức kinh khủng như thế, là bởi vì cánh tay này. Sau khi trầm mặc, Dương Tiêu nói. Không nghĩ tới, ngươi còn có át chủ bài như thế. Đáng tiếc, ngoại vật chung quy là ngoại vật, không phải thực lực chân chính của mình. Nếu như ta không đoán sai, ngươi căn bản chịu không được lực lượng của cánh tay này, ngươi bây giờ, là tiếp nhận thống khổ rất lớn, nhiều nhất nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, không cần chúng ta giết ngươi, chính ngươi sẽ bị lực lượng trong cánh tay này phản vệ mà chết. Dương Diệp cười gằn. Ở trước đó, các ngươi sẽ chết trước. Nói xong, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Tiêu, sau đó hắn bỗng nhiên một chưởng đánh về phía Dương Tiêu. Hai mắt Dương Tiêu nhíu lại, hắn bước ra một bước, điểm ra một chỉ. Ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay của Dương Diệp cùng ngón tay của Dương Tiêu chạm vào nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Tiêu bị oanh đến hơn ngàn trượng, hai ngón tay của hắn đã nát bấy. Nơi xa, trong lòng đám người Dương Cố kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Không chỉ đám người Dương Cố, ngay cả Dương Tiêu cũng có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp mạnh đến ngay cả hắn cũng có thể đánh lui. Phải biết, Dương Diệp cùng hắn chênh lệch cực kỳ to lớn. Hắn thấy, cái chênh lệch kia, căn bản không phải ngoại vật có khả năng bù đắp. Nhưng thời khắc này lực lượng của Dương Diệp, ngay cả hắn cũng đỡ không nổi. Ánh mắt Dương Tiêu lần nữa rơi vào cánh tay phải của Dương Diệp. Đây là tay gì? Tay đòi mạng ngươi. Theo thanh âm dữ tợn của Dương Diệp vang lên, hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà thời điểm hắn tiêu thất, Dương Tiêu đột nhiên lui về sau một bước, sau đó tay phải hắn hóa trưởng vỗ ra. Trưởng ra, lực lượng cường đại trong đó lôi kéo không gian chung quanh thành một vòng xoáy quỷ dị. Song khi bàn tay Dương Diệp rơi xuống, không gian chung quanh ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó Dương Tiêu từ trong hắc động bị chấn liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, hắc động đột nhiên xoay tròn quỷ dị, trong chốc lát, toàn bộ không gian hắc động trở thành một vòng xoáy màu đen này trực tiếp cuốn Dương Tiêu vào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Dương Cổ đại biến, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này. Oanh! Một tiếng nổ lớn từ trong vòng xoáy truyền đến, thoáng qua, không gian bị một luồng sức mạnh thần bí chữa trị. Đám người Dương Cố vội vàng nhìn về phía Dương Tiêu, khi thấy Dương Tiêu, sắc mặt đám người Dương Cổ trầm xuống, bởi vì khóe miệng Dương Tiêu đỏ thẫm. Trừ cái đó ra, trước ngực Dương Tiêu còn có một đạo kiếm thương. Dương Tiêu lại bị thương. Đám người Dương Cố khiếp sợ tột đỉnh. Dương Tiêu là nhóm cường giả đứng đầu nhất của thế giới này, mà Dương Diệp. Dương Diệp chỉ là một luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh. Một luân hồi cảnh lại có thể tổn thương Dương gia gia chủ. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật trước mắt nói cho bọn hắn biết, Dương Diệp xác thực làm được. Ánh mắt đám người Dương Cố nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt bọn hắn là sát ý không che giấu chút nào. Lần này, bọn hắn không phải kiêng kỵ, mà là có chút sợ. Chân chính sợ. Dương Diệp mới luân hồi cảnh, liền có chiến lực như thế, mặc dù dựa vào ngoại vật, nhưng ngoại vật kia cũng là của hắn a. Một khi hắn đạt đến chí cảnh, khi đó tăng thêm những ngoại vật này, chẳng phải Dương Diệp giết chân cảnh như thái thịt. Mà lúc này, bọn hắn cùng Dương Diệp đã kết cừu hận,
ngày sau Dương Diệp khẳng định sẽ trả thù bọn hắn. Nếu như bây giờ Dương Diệp không chết, có thể tưởng tượng, tương lai bọn hắn đều phải chết. Cho nên Dương Diệp phải chết. Không chỉ đám người Dương Cố trong lòng nghĩ như vậy, ngay cả Dương Tiêu cũng như thế. Trước đó, hắn thật không có để Dương Diệp vào mắt, hắn có vốn liếng này. Nhưng hiện tại hắn biết, nếu để cho Dương Diệp trưởng thành tiếp, tương lai Dương gia tất nhiên sẽ thêm một đại địch. Dương Diệp phải chết. Nghĩ đến đây, hai tay Dương Tiêu chậm rãi nắm chặt. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Tiêu, sau một khắc, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, một quyền đánh xuống. Quyền rơi xuống, lực lượng cường đại chấn không gian xung quanh sụp đổ, chung quanh trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Chân ngôn chỉ. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Tiêu đột nhiên từ trong không gian đen kịt vang lên, thoáng qua, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, toàn bộ không gian hắc động bị xé nứt thành từng mảnh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ không gian hắc động truyền đến từng âm thanh nổ vang, ước chừng qua mười mấy tức, vùng không gian kia mới khôi phục. Bình tĩnh. Một bên, ngọc thủ của An Nam Tĩnh chậm rãi nắm chặt, nàng gắt gao nhìn không gian xa xa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Rất nhanh, không gian xa xa khôi phục bình thường, Dương Diệp cùng Dương Tiêu xuất hiện. Dương Diệp cùng Dương Tiêu cách xa nhau ngàn trượng, nhìn từ ngoài, hai người đều vô sự. Cứ như vậy, trầm mặc ước chừng 10 hơi, ánh mắt Dương Tiêu lần nữa rơi vào cánh tay phải của Dương Diệp. Đây là cánh tay gì? Câu nói này, lúc trước hắn hỏi qua, Dương Diệp không có trả lời, hiện tại hắn lại hỏi. Hiển nhiên, hắn cực kỳ hiếu kỳ cánh tay này. Hắn đương nhiên hiếu kỳ, bởi vì Dương Diệp dựa vào cánh tay này, đã có khả năng đánh với hắn một trận. Dương Diệp không có trả lời, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm hư không một cái, cả người mãnh liệt bắn ra, lần này mục tiêu của hắn không phải Dương Tiêu, mà là đám người Dương Cố. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Dương Cổ biến đổi. Bọn hắn cũng không phải Dương Tiêu, có khả năng chống đỡ được Dương Diệp. Mặc dù trong lòng vô cùng kiêng kỵ, nhưng đám người lại không có lui. Dù sao cũng là cường giả chân cảnh, tâm tính cùng quyết đoán vẫn phải có. Ngay sau đó, quải trượng trong tay Dương Cố gõ mặt đất một cái. Đám người Dương Lâm ở sau lưng hắn cũng dồn dập ra tay, bốn cường giả chân cảnh cùng ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Toàn bộ tinh không, mấy chục vạn dặm không gian đều rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Nơi xa, tốc độ của Dương Diệp y nguyên không giảm, rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên lệ khí. Sau đó tay phải nắm chắc thành quyền, oanh một cái. Quyền ra. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên nắm tay hắn chút ra, lực lượng cường đại chấn động, qua trong giây lát, mấy vạn trượng không gian sụp đổ. Thời điểm không gian sụp đổ, sắc mặt đám người Dương Cổ đại biến, bởi vì trong không gian hắc động, thực lực của Dương Diệp mới là kinh khủng nhất. Cũng may đúng lúc này, không gian vừa sụp đổ đã được chữa trị. Dương Tiêu xuất thủ. Hắn đương nhiên phải xuất thủ. Bởi vì lúc này Dương Diệp ở trong không gian hắc động, cường giả chân cảnh đối với Dương Diệp mà nói, tựa như cải trắng, Dương Diệp muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Mặc dù Dương gia gia đại nghiệp đại, nhưng tổn thất không nổi cường giả chân cảnh. Phải nói, Dương gia tổn thất cường giả đã đủ nhiều. Nếu như mấy người Dương Cố cũng vẫn lạc ở nơi này, Dương gia sẽ thật nguyên khí bị thương nặng. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Giờ phút này, mặt của hắn đã vặn vẹo thay đổi hình dạng, tay phải của hắn vẫn run rẩy, không chỉ tay, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, toàn bộ thân thể hắn đều đang run rẩy. Mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng chủ nhân cánh tay này khi còn sống cực kỳ khủng bố, thực lực của Dương Diệp bây giờ cùng chủ nhân cánh tay kia khi còn sống kém quá lớn, bởi vậy, hắn căn bản không có cách hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của cánh tay. Hiện tại đều là cố nén. Mà bây giờ, hắn đã sắp nhịn không được. Đúng lúc này, xa xa Dương Tiêu đột nhiên thả người vào tới trên không Dương Diệp, sau đó hắn bỗng nhiên vỗ xuống một trường. Trường ra, một cự thủ màu đen rơi xuống, muốn đập Dương Diệp thành bột mịn. Lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm hư không một cái, cả người phóng lên trời, một trường vỗ về phía bàn tay khổng lồ. Oanh! Ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ của Dương Tiêu bị Dương Diệp vỗ nát bấy, sau khi vỗ nát bàn tay khổng lồ kia, Dương Diệp không có xuất thủ, mà thân hình lóe lên, đi tới trên lưng Cùng Kỳ. Đi!
thanh âm rất khàn. Cùng Kỳ ngây cả người, sau một khắc, song chảo hắn bỗng nhiên vỗ hư không, trực tiếp mang theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh kích xạ đi xa. Ngăn hắn lại. Thanh âm Dương Tiêu vang lên, nói xong, cả người hắn dẫn đầu hóa thành ánh sáng vọt về phía Dương Diệp, đám người Dương Cố cũng vội vàng đi theo. Nhưng lúc này, Dương Diệp ở trên lưng Cùng Kỳ đột nhiên vỗ ra một chưởng. Oanh! Chưởng ra, một cỗ lực lượng cường đại từ phía chân trời chút xuống, Dương Tiêu bị một chưởng này chấn liên tục rút lui, không chỉ hắn, ngay cả đám người Dương Cố phía sau hắn cũng như thế. Mọi người lui mấy ngàn trượng mới dừng lại, mà lúc này, đám người Dương Diệp đã tiêu thất ở sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, thanh âm dữ tợn của Dương Diệp đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến. Dương gia, lão tử sẽ trở lại, nhất định sẽ. Chấm. Trong tinh không, thanh âm của Dương Diệp như tiếng sấm truyền ra. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc của đám người Dương Tiêu đều cực kỳ khó coi. Dương Diệp trốn. Ở dưới đông đảo cường giả Dương gia vây công trốn thoát. Ở một ngày trước, đối với Dương gia mà nói, muốn giết chết Dương Diệp, thật là một sự tình vô cùng đơn giản. Bởi vì Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh. Dương gia muốn giết chết một luân hồi cảnh còn không đơn giản sao? Nhưng sự tình lại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Dương Diệp không chỉ thực lực bản thân nằm ngoài dự đoán của bọn họ, át chủ bài của Dương Diệp cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hiện tại Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, nếu như hắn đạt đến chí cảnh, hoặc chân cảnh. Khi đó tăng thêm cánh tay cùng thanh kiếm gỗ, Dương gia có người có thể chống đỡ được hắn sao? Mà lấy tính cách có thù tất báo của Dương Diệp, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ trở về Dương gia. Chờ hắn trở về, nhất định là thời điểm hắn huyết tẩy Dương gia. Giữa sân, mọi người trầm mặc, bầu không khí có chút kiềm chế. Qua hồi lâu, Dương Tiêu đột nhiên nói. Vận dụng tất cả nhãn tuyến của Dương gia ta, toàn lực truy tra người này, đồng thời ban bố truy sát lệnh, nội dung như sau, Dương Diệp liên hợp ngoại nhân, trộm lấy chí bảo của Dương gia ta, nếu ai có thể đánh giết người này. Dương gia nguyện ý ban thưởng một kiện thần khí chân cấp, đồng thời có thể để cho đối phương tiến vào huyền kỹ các của Dương gia, tùy ý lựa chọn hai môn huyền kỹ chân cấp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Coi như giết không được người này, có khả năng cung cấp tin tức về người nọ, Dương gia ta y nguyên có thể miễn phí đưa tặng một môn huyền kỹ chân cấp. Còn nữa, nói cho tộc nhân, từ giờ phút này Dương Diệp chính là đại địch số một của Dương gia ta. Sắc mặt đám người Dương Cổ trầm thấp như nước. Hai mắt Dương Tiêu chậm rãi nhắm lại, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một nữ tử. Giữa sân, tất cả mọi người cũng nhìn về phía nữ tử kia. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói. Vì cái gì không xuất thủ, nếu như ngươi ra tay, có chín thành lưu hắn lại. Nữ tử liếc mắt nhìn đám người Dương Tiêu, hỏi lại. Tại sao phải ra tay? Ngươi là người Dương gia. Dương Tiêu nói. Nữ tử nói. Dương Diệp không phải người Dương gia. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói. Vì cái gì không xuất thủ, nếu như ngươi ra tay, có chín thành lưu hắn lại. Nữ tử liếc mắt nhìn đám người Dương Tiêu, hỏi lại. Tại sao phải ra tay? Ngươi là người Dương gia. Dương Tiêu nói. Nữ tử nói. Dương Diệp không phải người Dương gia. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói. Đây chính là ngươi muốn. Nữ tử lắc đầu. Còn không tính. Rất muốn làm Dương gia gia chủ. Dương Tiêu hỏi. Nữ tử nhìn Dương Tiêu. Phải. Dương Tiêu cùng nữ tử đối mặt hồi lâu, sau đó nói. Ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Hai tay nữ tử mở ra, sau đó nhìn về phía đám người Dương Tiêu vẫy vẫy. Đi thử một chút. Dương Tiêu nhìn nữ tử, tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một lúc lâu, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, tay nới lỏng. Dương gia, chịu không được nội đấu. Trầm mặc mấy tức, Dương Tiêu mở to mắt nhìn về phía nữ tử. Nữ tử không thể kế thừa Dương gia gia chủ, đây là tổ huấn. Nữ tử nhìn Dương Tiêu. Tiên tổ cổ hủ, các ngươi cũng cổ hủ. Làm càn. Dương Tiêu đột nhiên gầm thét, sau đó tay phải hắn vỗ về phía trước. Trong chốc lát, một bàn tay màu đen từ không gian trước mặt hắn hiện ra, sau đó đánh về phía nữ tử. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên bấm tay điểm một cái. Xuy! Một đạo thiểm điện đột nhiên phá không bay ra, lôi điện trực tiếp đánh nát bàn tay của Dương Tiêu,
nhưng đạo thiểm điện kia còn chưa tiêu thất, tốc độ không giảm, trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Tiêu. Hai mắt Dương Tiêu nhíu lại, đấm ra một quyền. Oanh! Đạo thiểm điện kia ầm vang nổ tung, nhưng sau khi nổ tung, nó cũng không tiêu thất, mà toàn bộ trở lại trước mặt nữ tử, sau đó những mảnh vỡ thiểm điện kia lần nữa tụ lại, biến thành một đạo thiểm điện mới phiêu phù ở trước mặt nữ tử. Nơi xa, Dương Tiêu nhìn nắm đấm của mình một chút, nắm đấm của hắn đã đen kịt. Không chỉ đen kịt, hắn đã cảm giác không thấy chi giác. Trầm mặc mấy tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Chân cảnh, khó trách có lực lượng như thế. Nữ tử nhìn lướt qua đám người Dương Tiêu, sau đó nói. Tương lai Dương gia gia chủ, là của ta. Tiên tổ di huấn không để cho ta làm, ta liền phế đi di huấn, các ngươi không để cho ta làm, ta liền phế các ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Tiêu nhìn bóng lưng nữ tử hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi. Cánh cứng cáp rồi. Bên người Dương Tiêu, Dương Cố trầm giọng nói. Lúc trước nên giết nàng. Lúc trước nàng rất điệu thấp. Dương Lâm lắc đầu nói. Hai tay Dương Tiêu thả lỏng phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Dương gia ta xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tài, nhưng cái này lại không phải phúc. Tiên tổ, Dương gia ta sẽ xuống dốc sao? Nói đến đây, sắc thái trong mắt của hắn đột nhiên dữ tợn lên. Không, ta tuyệt sẽ không để Dương gia ở trên tay ta sa sút. Từ giờ phút này, ta bế quan, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Nói xong, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu, Dương Cố đột nhiên nói. Hắn là muốn đi kế thừa vật kia. Dương Lâm khẽ gật đầu. Hẳn là vậy. Dương Cố thấp giọng thở dài, không có nói cái gì. Rất nhanh, mọi người tiêu thất ngay tại chỗ. Sự tình Dương Diệp ở Dương gia, bởi vì Dương gia phong tỏa, cũng không có lưu truyền ra, bất quá, lệnh truy nã của Dương gia đối với Dương Diệp lại phát ra. Trong lúc nhấn thời, vô số người bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. Dù sao Dương gia cho thù lao cực kỳ mê người, hơn nữa Dương Diệp mới luân hồi cảnh. Giết một luân hồi cảnh, đối CV ấy rất nhiều người mà nói, khẳng định là không có khó khăn gì. Bởi vậy, một số người đã bắt đầu điều tra hành tung của Dương Diệp, hy vọng có thể phát tài một phen. Chấm. Sau khi ba người Dương Diệp chạy ra Thiên Hư Đại Lục, ở dưới cùng kỳ dẫn đầu, ba người tiến về phía sâu trong tinh không. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp trên lưng cùng kỳ đột nhiên khàn giọng nói. Ta sắp không nhịn nổi. Cùng kỳ đang muốn nói chuyện, lúc này tay phải Dương Diệp đột nhiên vỗ về phía cùng kỳ. Oanh! Cùng kỳ bị Dương Diệp đập rơi xuống, rất nhanh, phía dưới truyền đến tiếng mắng chửi của cùng kỳ. Tiểu tử ngươi nổi điên làm gì? Không chung, tay trái Dương Diệp gắt gao nắm lấy tay phải, khuôn mặt hắn vặn vẹo biến hình. Một bên, sắc mặt An Nam Tĩnh biến hóa, đã sắp khóc, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng tới đây, ta khống chế không nổi cánh tay này. Nó, lực lượng của nó càng lúc càng lớn, ta. Nhưng An Nam Tĩnh vẫn đi tới, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, tay phải vỗ về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nheo mắt. Liệt Thiên trong tay đâm một cái. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng, vừa mới dừng lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay vỗ tới nàng lần nữa, trưởng ra, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại như thủy triều vọt tới. An Nam Tĩnh biến sắc, muốn ra tay, nhưng lúc này cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó cùng kỳ nâng lên móng phải vỗ ra. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, cùng kỳ bị chấn đến hơn ngàn trượng. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cùng kỳ, sắc mặt trầm xuống, bởi vì lân phiến toàn thân cùng kỳ rạn nứt. Nơi xa, Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, lúc này cùng kỳ đột nhiên nói. Nhanh, dùng phù dán cánh tay của ngươi, nhanh. Nơi xa, nghe được cùng kỳ nói, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, tay trái hắn vung lên, tấm phù lục màu vàng kia lập tức xuất hiện ở trong tay trái. Sau đó dán tấm phù lục màu vàng kia lên tay phải. Thời điểm linh phù dán ở trên cánh tay phải run rẩy của Dương Diệp dần dần ngừng lại, mặc dù vẫn còn đang run rẩy, nhưng không có kịch liệt như trước đó. Thời gian dần trôi qua, tay của hắn càng ngày càng bình tĩnh, ước chừng ba hơi sau, cánh tay triệt để khôi phục bình tĩnh. Cùng kỳ cùng An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn,
khi thấy cánh tay của Dương Diệp, sắc mặt An Nam Tĩnh lần nữa biến đổi. Cái này, Dương Diệp cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, thời điểm phát hiện cánh tay phải của mình, hắn ngây ngẩn cả người. Cánh tay phải của hắn y nguyên mang theo hộ tí màu vàng. Sau khi hết ngây người, hắn muốn giơ cánh tay phải lên, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, toàn bộ cánh tay phải vậy mà không có động tĩnh. Đơn giản mà nói, hắn cảm giác không thấy cánh tay phải của mình. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ cùng An Nam Tĩnh. Chuyện gì xảy ra? An Nam Tĩnh nhíu mày. Cái gì? Dương Diệp nói. Ta không cảm giác thấy cánh tay của ta. Nói xong, tay trái hắn đặt ở trên tay phải, nhưng tay phải hắn lại một chút cảm giác cũng không có. Vô luận hắn làm như thế nào, tay phải của hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Giờ khắc này, Dương Diệp có chút luống cuống. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Cánh tay chiến thần hủy đi cánh tay lúc đầu của ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Kỳ. Hủy đi cánh tay của ta, có ý tứ gì? Cùng Kỳ nói. Lúc đầu tay của ngươi không bằng cánh tay chiến thần, cho nên cánh tay chiến thần trực tiếp thay thế tay của ngươi, mà ngươi bây giờ lại dùng phù lục phong ấn nó, lực lượng của hắn cùng hết thảy đều bị phù lục trấn áp, cho nên ngươi cảm giác không thấy nó. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Ta nên làm sao bây giờ? Cùng Kỳ nói. Lo lắng cái gì, tay phải của ngươi không phải vẫn còn đó sao? Hơn nữa so với trước kia càng mạnh. Chỉ là bây giờ ngươi không cách nào chân chính khống chế nó mà thôi, cùng lắm thì tạm thời đừng dùng là được. Không dùng. Dương Diệp khó có thể tin. Ngươi bảo ta không dùng tay phải, về sau ta cùng người chiến đấu, dùng tay trái. Bằng không thì ngươi làm sao bây giờ? Cùng Kỳ nói. Bây giờ ngươi lại không cách nào chân chính nắm giữ cánh tay chiến thần, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Cánh tay chiến thần lực lượng còn càng ngày càng mạnh, nói cách khác. Nếu bây giờ ngươi giải phong, hắn có thể sẽ trước giết chết ngươi. Nói đến đây, Cùng Kỳ dừng một chút, sau đó lại nói. Chúc mừng, về sau ngươi chính là thuận tay trái. Xin hỏi, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Dương Diệp. Thuận tay trái. Cùng Kỳ không có nói sai, hiện tại Dương Diệp xác thực trở thành thuận tay trái. Bởi vì tay phải của hắn căn bản không có cách sử dụng, cũng không dám sử dụng, lực lượng của cánh tay chiến thần. Bây giờ hắn căn bản khống chế không được. Một khi giải phong, đừng nói người đứng bên cạnh hắn, ngay cả hắn cũng gặp nguy hiểm. Thuận tay trái. Dương Diệp nhìn tay trái của mình một chút, sắc mặt trầm thấp như nước. Hắn bình thường đều dùng tay phải, hiện tại dùng tay trái, không quen là một vấn đề, trọng yếu nhất chính là thực lực của hắn khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Di ra. Thanh âm rơi xuống, không gian khẽ run lên, rất nhanh, một lão giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Lão giả Dương Diệp nhận biết, chính là Vũ gia đại trưởng lão. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, không hề nghi ngờ, Vũ gia đại trưởng lão nhất định là vì An Nam Tĩnh mà tới. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó muốn nói chuyện, lúc này Vũ gia đại trưởng lão đột nhiên nói. An cô nương, ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? An Nam Tĩnh nhìn về phía Vũ gia đại trưởng lão. Có ý tứ gì? Vũ gia đại trưởng lão trầm giọng nói. An cô nương, Vũ gia ta biết, ngươi muốn đi cùng Dương Diệp. Nhưng ngươi đi theo hắn, căn bản không có cách nhanh chóng trưởng thành. Ở Vũ gia liền có thể. An Nam Tĩnh nhìn Vũ gia đại trưởng lão. Có thể. Vũ gia đại trưởng lão trả lời không chút do dự. Dựa vào cái gì? Cha hỏi chính là Dương Diệp. Vũ gia đại trưởng lão nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Bởi vì tiên tổ chi hồn đã xuất hiện, lần này, hắn là vì An cô nương tới. Vũ Mục. Dương Diệp nhíu mày. Vì An Nam Tĩnh mà tới, có ý tứ gì? Vũ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Tiên tổ muốn truyền thừa của mình cho nàng. Nói đến đây, biểu lộ của hắn có chút mất tự nhiên. Vũ Mục truyền thừa. Đó là đồ vật người Vũ gia tha thiết ước mơ. Mà bây giờ, Vũ Mục lại lựa chọn cho một ngoại nhân, không chỉ hắn, trong lòng toàn bộ người Vũ gia đều cảm giác rất khó chịu. Nhưng lại không ai dám có dị nghị. Dương Diệp nhìn Vũ gia đại trưởng lão. Vì cái gì tổ tiên của ngươi muốn truyền thừa cho nàng, mà không phải cho Vũ gia ngươi? Vũ gia đại trưởng lão cười khổ nói. Mặc dù tiên tổ không có nói rõ, nhưng chúng ta đều biết,
là Vũ gia ta không có người thích hợp, phải nói không có tư cách. Hai vị, tiên tổ không có ác ý với nàng, Vũ gia ta đối với nàng càng không có ác ý. Sở dĩ tiên tổ muốn truyền thừa cho nàng, là coi trọng thiên phú của nàng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Đương nhiên, tiên tổ cũng nói, có nguyện ý hay không, toàn bằng ý tứ của An cô nương. Nếu như không nguyện ý, lão nhân gia ông ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá cửa Vũ gia, vĩnh viễn mở ra cho An cô nương. Vậy có thể cũng mở ra cho ta hay không? Dương Diệp đột nhiên nói. Cái kia đại trưởng lão, ngươi nhìn, thiên phú của ta cũng không tệ. Ta là rất nguyện ý tiến vào Vũ gia học tập. Khóe mắt Vũ gia đại trưởng lão co giật, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười khổ nói. Nếu như là lúc trước, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng hiện tại, nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói nữa. Hiện tại Dương Diệp cùng Dương gia đã như nước với lửa, nếu như Vũ gia vào lúc này thu lưu Dương Diệp, vậy thì đồng nghĩa với đang cùng Dương gia khai chiến. Mặc dù Vũ gia không sợ Dương gia, nhưng không cần thiết đi khai chiến với Dương gia a. Dương Diệp cười cười nói. Ta đùa giỡn. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Ta muốn đi Vũ gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta ủng hộ ngươi. Mặc dù hắn cũng muốn lưu An Nam Tĩnh ở bên cạnh mình, nhưng hắn không muốn trở ngại An Nam Tĩnh phát triển. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Ngươi sẽ trở về Dương gia, đúng không? Dương gia. Trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn ý. Về, khẳng định phải trở về. Dương gia đối với hắn làm tất cả, hắn làm sao lại quên? Dương gia đối với hắn như thế nào, hắn muốn Dương gia hoàn trả gấp trăm lần. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Lúc trở về, nhớ kỹ cho ta biết, ta cùng ngươi trở về. Dương Diệp nói. Nhất định. An Nam Tĩnh không nói gì, nhìn về phía Vũ gia đại trưởng lão. Vũ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, muốn đi, đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, có một nơi, ngươi hẳn đi một chuyến, có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch. Chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Vũ gia đại trưởng lão trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Phượng Minh Sơn. Dương Diệp nhíu mày. Đó là địa phương gì? Vũ gia đại trưởng lão trầm giọng nói. Nơi một kiếm tu ngã xuống. Ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Là nơi chủ nhân thanh kiếm gỗ này ngã xuống. Vũ gia đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Luận tu vi kiếm đạo, vị ở Phượng Minh Sơn kia, còn mạnh hơn chủ nhân của kiếm gỗ. Người này, là tu hành giả, từ tiểu thiên vũ trụ tới, năm đó vừa vào trung thiên vũ trụ, dùng kiếm thuật xuất quỷ nhập thần chấn ca xanh vô số cường giả. Bởi vì kiếm thuật của hắn, mang theo khí tức thư sinh, bởi vậy, hắn lại được xưng là kiếm tiên. Kiếm tiên. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Hắn là bị người giết. Vũ gia đại trưởng lão lắc đầu. Không biết, nơi hắn ngã xuống, cũng là Phượng Minh Sơn, ở sau khi hắn chết, kiếm của hắn hóa thành một thanh liên kiếm trận khổng lồ bao trùm toàn bộ Phượng Minh Sơn, ngoại nhân căn bản không có cách tiến vào. Mà vật đổi sao rời, uy lực của thanh liên kiếm trận đã càng ngày càng yếu, bởi vậy hiện tại rất nhiều người, đặc biệt là kiếm tu, đều chạy tới Phượng Minh Sơn, hy vọng thấy phong thái kiếm tiên một lần, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hy vọng thu hoạch được truyền thừa của hắn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại nói. Ngươi là kiếm tu, ngươi có thể đi nhìn xem. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một điểm, bởi vì hiện tại Dương gia đang tìm ngươi khắp nơi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Vũ gia đại trưởng lão khẽ gật đầu. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi nhất định phải đến tìm ta. Nói xong. Hắn quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi An Nam Tĩnh đi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ. Lão huynh, không có sao chứ? Ngươi cứ nói đi. Cùng Kỳ tức giận nói. Dương Diệp cười ngượng ngùng, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta đều cần trở nên mạnh mẽ a. Lần này, hắn là dựa vào rất nhiều át chủ bài mới từ Dương gia trốn thoát. Đơn giản mà nói. Hắn cùng Dương gia chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Muốn báo thù, dùng thực lực của hắn bây giờ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đương nhiên phải trở nên mạnh hơn. Lúc này,
Cùng Kỳ đột nhiên gần giọng nói. Tiểu tử, lão tử nói cho ngươi, Dương gia các ngươi, lão tử nhìn vô cùng khó chịu. Cho nên lão tử quyết định, ngày sau cùng ngươi giết trở về, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đương nhiên phải giết trở về. Trong thời gian sau đó, Cùng Kỳ và Dương Diệp bắt đầu chữa thương. Mặc kệ là Dương Diệp hay Cùng Kỳ, ở Dương gia chiến một trận, đã để bọn hắn tinh bì lực tấn, đặc biệt là Dương Diệp, hắn ở dưới lực lượng phản phệ, nhục thể của hắn đã mỏi mệt đến cực hạn. Nếu như không phải hồng mông tử khí, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Trong tầng thứ ba, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, vô số hồng mông tử khí đang nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, còn có Hiểu Vũ Tịch. Lúc này, vẻ mặt bọn họ đều lo lắng nhìn Dương Diệp. Đặc biệt là Tiểu Bạch, trong hốc mắt tụ tập vũ khí, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ hội tụ thành giọt nước tràn ra. Sau hai canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn vừa mở mắt, Tiểu Bạch đã quấn tới trong ngực hắn, sau đó cái đầu nhỏ không ngừng chà sát bộ ngực của hắn. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, trong mắt lóe lên nhu hòa, sau đó hắn nhìn về phía Tử Nhi cùng Hiểu Vũ Tịch. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, không nói gì. Tử Nhi đi tới trước mặt hắn, sau đó nói khẽ. Lần sau cẩn thận một chút. Dương Diệp gật đầu cười. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp cũng không có lập tức rời Hồng Mông Tháp, mà ở trong Hồng Mông Tháp cùng đám người Tiểu Bạch. Từ Thiên Tuyền Hệ đi vào hệ Ngân Hà, hắn đã rất lâu không có ở cùng các nàng. Cao hứng nhất không ai qua được Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch mà nói, sự tình cao hứng nhất không ai qua được cùng Dương Diệp chơi đùa. Nàng không có nghĩ qua quá nhiều chuyện, nàng chỉ muốn chơi, chơi thật cao hứng, chơi tùy tâm sở dục. Để Dương Diệp có chút buồn bực là thanh kiếm gỗ, bởi vì thanh kiếm gỗ không nguyện ý ở gần hắn. Theo Tiểu Bạch nói chính là, lệ khí cùng sát ý trên người hắn quá nặng. Bất quá còn tốt, bởi vì Tiểu Bạch, thanh kiếm gỗ nguyện ý một tháng để hắn dùng một lần. Đối với cái này, Dương Diệp không bắt buộc, bởi vì hắn cũng không muốn quá mức ỷ lại kiếm gỗ. Ba ngày sau, Dương Diệp rời Hồng Mông Tháp, tiến về Phượng Minh Sơn. Hiện tại hắn cần chính là tăng thực lực lên, có bất kỳ cơ hội tăng thực lực lên hắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng muốn đi xem kiếm tiên trong truyền thuyết một chút. Bởi vì có địa đồ lúc trước Dương Huyên cho, bởi vậy Dương Diệp rất nhanh tìm được Phượng Minh Sơn. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Dương Diệp đổi một bộ thanh sam trường bào, cả người hắn đều bị trường bào bao phủ, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy dung mạo của hắn. Ba ngày sau, Dương Diệp đi tới Kiếm Tiên Thành. Kiếm Tiên Thành ở dưới núi Phượng Minh Sơn, lúc đầu không gọi Kiếm Tiên Thành, nhưng bởi vì Phượng Minh Sơn, còn có Kiếm Tiên từng ở qua nơi này, bởi vậy thành này bị thế nhân xưng là Kiếm Tiên Thành. Dương Diệp không có bay thẳng vào Kiếm Tiên Thành, mà hạ xuống ở ngoài thành Kiếm Tiên Thành. Bởi vì trên Kiếm Tiên Thành có một trận pháp cấm bay. Mặc dù với hắn mà nói, trận pháp kia rất gà, nhưng hắn không muốn nháo sự. Lần này, hắn không phải đến gây chuyện. Thời điểm Dương Diệp muốn đi vào cửa thành, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía trên tường thành, nơi đó có một hàng chữ. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Chữ rồng bay phượng múa, đại khí bàng bạc, cho người ta một loại cảm giác phóng khoáng ngông nghênh. Lý Thái Bạch. Đúng lúc này, một nam tử đeo trường kiếm cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên người Dương Diệp, nam tử nhìn hàng chữ. Kia! Kiếm tiên Lý Thái Bạch, nghe đồn, người này không chỉ có hảo kiếm, còn tốt thơ, rượu ngon. Bởi vậy, hắn lại được xưng là thi tiên, tử tiên. Thi tiên, tử tiên. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử cùng nữ tử, nam tử ước chừng 25-26, ngũ quan thanh tú. Người đeo trường kiếm, trên người tản ra kiếm ý như có như không, nữ tử hơi có vẻ trẻ tuổi, nhìn chỉ 20 tuổi, mặc một bộ váy dài lục sắc bó sát người, dáng người vô cùng tốt, không chỉ dáng người, dung mạo cũng cực tốt, khuynh quốc khuynh thành. Ở bên hông nữ tử, đeo một thanh trường kiếm. Huynh đài cũng tới tìm kiếm tiên truyền thừa. Nam tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, bất quá càng nhiều hơn chính là muốn nhìn vị kiếm tiên kia một chút. Nam tử cười nói, lần này hai huynh muội ta đến đây, cũng là vì nhìn vị kiếm tiên kia một chút. Không chỉ chúng ta, chỉ sợ thiên hạ kiếm tu đều đã chạy đến. Thiên hạ kiếm tu đều sẽ chạy đến. Dương Diệp hơi kinh ngạc,
Nam vị kiếm tiên Lý Thái Bạch này từ tiểu thiên vũ trụ tới, tiểu thiên vũ trụ là địa phương gì? Đó là khởi nguyên tu hành cùng văn minh của nhân tộc chúng ta, mặc dù Lý Thái Bạch không phải cổ tu giả, nhưng hắn là nhóm tu hành giả sớm nhất. Ta nghĩ rất nhiều kiếm tu đều muốn nhìn tu hành giả kiếm tu là cái dạng gì a? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nội thành, Tử Nhẹ gật đầu. Vị kiếm tiên Lý Thái Bạch này từ tiểu thiên vũ trụ tới, tiểu thiên vũ trụ là địa phương gì? Đó là khởi nguyên tu hành cùng văn minh của nhân tộc chúng ta, mặc dù Lý Thái Bạch không phải cổ tu giả, nhưng hắn là nhóm tu hành giả sớm nhất. Ta nghĩ rất nhiều kiếm tu đều muốn nhìn tu hành giả kiếm tu là cái dạng gì a? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nội thành. Vậy chúng ta đi thôi. Rất nhanh, ba người tiến vào trong thành. Trong lúc nói chuyện, Dương Diệp biết được, nam tử tên Tiêu Kiếm, nữ tử tên Tiêu Ưu Thủy, hai người là huynh muội, cảnh giới đều là chí cảnh, không chỉ cảnh giới, ngay cả sát ý cũng là chí cảnh, cùng hắn giống nhau. Cái này khiến Dương Diệp hơi kinh ngạc. Kiếm tiên thành không lớn, nhưng lại rất tinh xảo. Trong thành kiến trúc rất ít, bởi vậy toàn bộ kiếm tiên thành lộ ra rất rộng lớn. Trên đường đi, Dương Diệp gặp rất nhiều kiếm tu, trong những kiếm tu này, phần lớn thực lực đều cực mạnh, đặc biệt là có một ít, còn cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dương Diệp chưa hề cho rằng kiếm đạo là thiên hạ đệ nhất, thế giới này, cường giả quá nhiều, làm người tốt nhất khiêm tốn một chút tương đối tốt. Đương nhiên, lúc nên cao điệu, hắn cũng sẽ cao điệu. Diệp Dương huynh, bây giờ ngươi liền muốn đi Phượng Minh Sơn. Tiêu Kiếm đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Kiếm. Như thế nào, hiện tại các ngươi không đi? Tiêu Kiếm khẽ lắc đầu. Hiện tại không đi, bởi vì ngày mai có một luận kiếm đại hội. Hai huynh muội ta muốn chờ sau khi luận kiếm đại hội kết thúc mới đi Phượng Minh Sơn. Luận kiếm đại hội. Dương Diệp không hiểu. Tiêu Kiếm nói. Ngươi không biết. Dương Diệp lắc đầu. Tiêu Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Luận kiếm đại hội này là Lý Phong Vũ hiệu triệu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi hẳn phải biết Lý Phong Vũ a. Dương Diệp lần nữa lắc đầu. Giờ khắc này, thần sắc của hai huynh muội Tiêu Kiếm cổ quái. Rất nổi danh sao? Dương Diệp nói. Tiêu Kiếm cười khổ. Nào chỉ nổi danh, Lý Phong Vũ này ở trên Ngân Hà bảng xếp thứ tư. Ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ trụ chúng ta có một câu, Nam Phong Vũ, Bắc Lâm Thương. Hai người kia, là kiếm tu trong trước mắt đã biết, kiếm ý đạt đến chân cảnh. Kiếm ý chân cảnh. Thần sắc của Dương Diệp động dung. Kiếm ý chân cảnh, cái này có chút lợi hại. Không thể không nói, hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ trụ, thật là ngọa hổ tàng long. Lúc này, Tiêu Kiếm lại nói. Mỗi người đều có kiếm đạo của mình, kiếm đạo mọi người cũng khác nhau. Nếu như tất cả kiếm tu ở Trung Thiên Vũ trụ có khả năng ngồi xuống trao đổi một chút, ta nghĩ đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kiếm đạo mỗi người khác nhau, phương thức tu luyện khẳng định cũng khác nhau, mọi người ngồi xuống nghiên cứu thảo luận một thoáng, chuyện này đối với kiếm tu khác biệt khẳng định đều có chỗ tốt. Loại kiếm tu chỉ biết đóng cửa tu hành, thành tựu chung quy là không cao. Diệp huynh có muốn tham gia không? Tiêu Kiếm nói. Dương Diệp nói. Tham gia. Hắn gặp phải kiếm tu cường đại, không phải không có, tỉ như Tiêu Diêu Tử, nhưng tên kia một mực là một truyền thuyết, bởi vậy hắn căn bản không có cùng người nghiên cứu thảo luận qua kiếm đạo. Hiện tại gặp được nhiều kiếm tu cường đại như vậy, nếu như có thể cùng những người này trao đổi một thoáng, hắn tin tưởng, đối với kiếm đạo của hắn khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Tiêu Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó cười nói. Vậy chúng ta đi kiếm tiên thành Thái Tiên Lâu. Thái Tiên Lâu. Địa phương nào? Dương Diệp nói. Tiêu Kiếm nói. Địa phương năm đó Lý Thái Bạch thường xuyên ở, cũng là địa phương nổi danh nhất kiếm tiên thành, nghe nói Lý Thái Bạch còn ở Thái Tiên Lâu lưu lại một môn kiếm kỹ, đáng tiếc một mực không người hiểu thấu đáo. Chúng ta đi vào tìm vận may đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cứ như vậy, ba người tiến đến Thái Tiên Lâu. Thái Tiên Lâu. Trên đường, Tiêu Kiếm giới thiệu nói. Thái Tiên Lâu cũng không lớn, chỉ có ba tầng. Theo thứ tự là Thiên Lâu, Địa Lâu, Nhân Lâu. Mặc dù không lớn, nhưng muốn đi vào Thái Tiên Lâu cũng không phải một sự tình đơn giản. Đặc biệt là Thiên Lâu, chỉ sợ chỉ có Diệp Phong Vũ cùng Cầm Lâm Thương mới có thể tiến vào. Vì cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.